Hello các chị mình, em xin chào tất cả các chị mình nha. Trời, các chị mới vô thấy em săn tay là hơi bị hơi bị sợ rồi ha. Các chị ơi, trong live ngày hôm nay em sẽ lên cho các chị mình là khung giờ. Hồi nãy là em báo 2 giờ thì cái này sẽ là trễ hơn xíu thôi, nhưng mà hàng nhiều lắm, nhưng chỉ có một hai sản phẩm thôi, nhưng nhiều quá ha. Bây giờ chị nào mình đang xem live của em chia sẻ cho em trước đi. Bây giờ mà nó hiện lên logo người chia sẻ mới rút đơn nha. Các chị ơi, thật sự là không có cần phải chia sẻ nhiều, nhưng nếu các chị chia sẻ nhiều thì càng tốt, bởi vì sao? Lượt người xem vào đông mua nhanh, em qua mẫu lẹ luôn. Các chị hôm nay là 50 mã nhưng mà có một hai sản phẩm thôi. Nên chị nào mình đặt hàng comment XL là 60 kg nha chị Nguyễn Tiểu My ơi. Tí hồi mẫu nào có 60 kg mình đặt hàng liền nha. XL. XL là 60 kg, S là 46 kg. Nè, nhắc lại nha. S 46 kg, M 52 cân, L 56 cân và XL 60 cân. Nha các chị. Rồi từ những cái con số đó trở xuống cho em luôn. Đầm ngọc đen mặc trên người các chị ơi, đầm giá 109.000. Áo đồng giá 75, chân váy đồng giá 75, quần đồng giá cho em là 99.000. Rồi các chị ơi, chị nào mình vào xem like, các chị mình chia sẻ cho em trước nha. Em sẽ hỗ trợ, sẽ ưu tiên 2 phút đầu like chia sẻ trước, chị nào vô sau chia sẻ giùm cho em lẹ lẹ nha. Nói chung là dễ lắm các chị, ấn cái nút chia sẻ bên góc trái màn hình, lướt lướt chia sẻ hội nhóm, hoặc là không có chuyện hội nhóm chia sẻ cho em trang cá nhân cũng được nha các chị. Rồi chào em chào chị Huỳnh Giang Nguyên Nguyễn luôn nha. Chào tất cả các chị mình đã vào xem live cũng như chấm bài tương tác với Ngọc nha. Rồi ngày hôm nay và hiện tại bây giờ là hôm nay là giữa tuần rồi thì các chị mình nhớ nha. Rồi em sẽ lên cho các chị mình một cái chiếc đầm đang mặc trên người, còn 3 size thôi các chị, 3 size duy nhất, 105, 105.000 các chị ha. Chị nào chưa có mã này các chị mình comment cho Ngọc nha, em thấy quá xinh luôn rồi. Chị nào chưa có các chị mình lên đơn cho em mã này liền nha. Đồng giá, rồi em có ghi ở phía dưới, đầm đồng giá 109, nên là vào live hôm nay không có cần có phải coi giá, cứ hễ em ra đầm và cũng sẽ có những cái mẫu đầm rẻ hơn 109 luôn, nhưng mà tùy mã nha. Nên là các chị mình nhớ lưu ý giùm cho em, áo 75 đồng giá, váy 75 đồng giá là chân váy các chị, còn quần đồng giá 99.000 nha các chị ha. Rồi bây giờ em lên mã đầu tiên luôn nha các chị. 43 ký mặc thì cho Ngọc là size S, nhưng mà nếu là nàng cao bao nhiêu nữa, cao 1,5 m thì mặc cho Ngọc M, còn cao trên 1,5 m mặc cho Ngọc là S nha nàng nha. Rồi mẫu đen mặc trên người em còn SML các chị ơi, 109.000 đầm đen mặc trên người nha. Đầm đen mặc trên người, mẫu nào còn ít em dơ nhanh các chị vào lẻ, các chị chia sẻ, các chị tăng lượt tương tác giùm cho em, tí hồi em sẽ qua mẫu nhanh các chị mình luôn. Rồi DN25 nha các chị, em còn SML, em còn 3 size. Rồi DN25 3 size SML đồng giá. Rồi bây giờ chị nào mình lên nhanh, em chốt đơn lẹ này các chị ơi, em không có chần chờ được các chị ơi, hôm nay nhiều mã lắm nha. SML XL, em nhầm, SML thôi chứ có 3 size thôi à, SML các chị ha. Rồi chị nào chưa có mã này lên đơn cho em liền nha. S46M 52 kg và XA và size L là 56 cân. Rồi mẫu này hiện tại là em là dãy nắp chéo, là ngực thoải mái nha, có cái nút bấm cho các chị mình ở phía trên như thế này luôn ha các chị ha. Rồi chị nào chưa có đầm này comment giùm cho Ngọc nha. Đầm size S comment cho em nha các chị ơi, phải có hiện logo người chia sẻ bằng cách là các chị chia sẻ công khai nha, chia sẻ không công khai không chốt đơn được các chị ơi. Hết L còn S với lại M, rồi còn S với M các chị. Mẫu này chị nào chưa có hết luôn, rồi ok hết luôn nha các chị mình nha. Vậy bây giờ mình sẽ cầm một cái chiếc đầm trơn đi ha. Rồi đầm này của nhà em DN03 các chị, DN03 có nâu và xanh đen. DN03 comment cho em nâu xanh được rồi các chị, nâu xanh nha. Em này là nút cài trước khóa kéo sau, nút cài trước khóa kéo sau. Xanh còn SML. Xanh còn SML. Nâu còn SML. Nâu còn SML luôn, rồi xanh còn SML, nâu còn SML, DN13 hả? DN13 hả? Cái gì vậy? DN03, cái gì vậy? DN03. Chị nào chưa có mã này các chị comment nha. Chị nào chưa có mã này các chị comment cho Ngọc phần tay phối khuy cài như thế này và kèm một cái phần khuy nha. Chị nào chưa có mã này các chị comment giùm cho Ngọc nha. 109.000 đồng giá, màu nâu và gam màu xanh đều còn 109.000. Chị nào chưa có các chị comment, chiều dài váy sẽ là qua gối nha các chị. Nút phía trên là nút gỗ kết hợp nút mini nha các chị, nút gỗ mini nha. Nâu còn SML, xanh còn SML, đầm đen mặc hết các chị ơi. Đầm đen mặc hết nha các chị, đồng giá 109 hết. Bây giờ em sẽ lên 3 mã đầm trước nha, sau đó em sẽ lên áo, em lên xe kẻ nha. Rồi hôm nay đầm hoa nhiều lắm, đợi em xíu ra cho các chị mình nữa cho. Rồi DN25, DN em nhầm, DN03, đầm đen cầm DN03, chất vải là cốt tông hàng các chị ơi. Hàng không có nhiều nha, nên các chị phải tranh thủ các chị. Các chị mà lên chậm một tí xíu là coi như là vỡ luôn á. Vỡ kế hoạch nha các chị, là mình không đặt được nha. Ba mẫu em free ship được dồn đơn với ca trưa của em hồi sáng, và được dồn đơn cho em với ca tối ngày hôm nay luôn, là hôm nay ba ca được dồn đơn chung với nhau, ba sản phẩm em free ship cho các chị mình nha. Rồi DN03 nâu,
DN03 màu xanh hả các chị. Rồi xanh và nâu nha các chị nha. Chị nào chưa có các chị mình lên đơn cho em liền, em chốt đơn cho các chị mình nha. Quá đẹp luôn á các chị ơi. Dạ xanh còn SML và nâu cũng vậy. Nâu này hơi bị xinh luôn. Em nói thật, nâu này nâu tây chứ không phải là vậy mà nâu nhạt đâu các chị. Mỗi mẫu nó có một cái nét đẹp khác nhau. Form đầm này là thiết kế kèm cổ sơ mi ở phía trên là nhìn rất là lịch sự ha các chị. Khóa kéo là vút bay luôn các chị thấy nè. Khóa kéo nằm là vút bay phía đây luôn nè. Rồi ở phía chỗ cho em là có nút nè. Rồi, wow. Chị nào chưa có mã này các chị comment cho Ngọc nha các chị ơi, nhỏ này. Các chị nào mình chưa có mã này các chị mình lên đơn đầm 109, đầm 109 nha các chị, đầm em mặc hết rồi các chị ơi. À, chị nào mình chưa có mã này comment nha các chị, đây sẽ để các chị xem. Màu này là màu nâu tây nè các chị, mặc lên thích lắm. Form này như thế này. Các chị thấy nè, nó sẽ là ôm eo, S là eo 64 nha các chị, M eo 68, L eo 72. Rồi nâu hết size M, size L luôn, nâu còn S nha các chị. Nâu còn S nha. Rồi xanh đen em còn nha các chị, mình là SML. Chị nào chưa có xanh đen, comment xanh đen. Đầm này thì có khoét túi, trời ơi khoét túi mà nhìn không biết luôn á các chị thấy nè. Như là một cái đường mảnh thôi á các chị ha. Rồi có kèm túi cho các chị mình luôn, DN03 xanh đen. Xanh hết M. Xanh hết M, xanh còn S với L. S eo 64, L eo 68, à, L eo 72. Rồi màu nâu em còn S nha các chị. Nâu còn S nha các chị yêu của nhà em nha. Chị nào chưa có mã này các chị comment nha. Nâu còn S, xanh còn S với L, DN03 109.000 đồng giá nha. Thật sự là không có này, không có lần thứ hai đâu. Và trong live ngày hôm nay các chị mình đừng có quên cho em là các chị mình chia sẻ livestream cho Ngọc trước ha. Các chị mình chia sẻ trước cho em một lần, hai lần cũng được, miễn là chế độ công khai là các chị mình đã có logo người chia sẻ nha các chị. Các bạn chị hỗ trợ chị nào chia sẻ mới chốt đơn, comment đúng không chia sẻ không chốt đơn nha các chị. Rồi ok các chị mình, màu nâu là em còn S, màu xanh đen là em còn được S với L. Xanh rồi là xanh còn L, đẹp nâu còn S nha các chị. Xanh còn size L, nâu còn size S nha các chị ha. Xanh rồi xanh hết các chị ơi, các chị chia sẻ cho Ngọc nha. Xong thêm một mẫu đầm nữa sẽ qua áo cho mọi người đồng giá 75.000. Rồi đầm nâu em còn một cái S cuối cùng nha. Chị nào mình đặt comment, chị Trần Hồng Ngọc đặt như là không bao giờ có đơn luôn. Xanh size số điện thoại không có đơn, phải cho em cái mã nữa các chị, tại vì em không có ghi mã phía dưới nha. Nghe Ngọc đọc nha các chị. Đầm đang cầm DN03, đầm đang mặc hết rồi các chị. Đầm đang cầm DN03 nâu cộng cho em size S số điện thoại nha. Em chỉ còn size S cho các chị mình thôi ha. Rồi em chỉ còn size S cho các chị, em với 64 là mặc đẹp cho các chị nha. Chị nào chưa có đầm nâu là các chị comment dùm cho Ngọc nha. Màu xanh em hết rồi các chị ơi, còn nâu S thôi à. Các chị mình lên nâu S dùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. Rồi nâu S rồi ok các chị, màu tiếp theo các chị mình luôn. Chị nào chưa có các chị comment nha. Đầm caro, một màu đầm caro, trời ơi một cái màu vàng rất là xinh luôn hả. DN23 các chị. Còn cái này sẽ đọc XL hả ta, DN23, trời ơi em đang cầm cho các chị mình XL luôn là đẹp quá các chị ơi. DN23 đồng giá 109 luôn nha. Đầm nâu ở phía sau còn một cái cuối cùng, chị nào mình đặt hàng lên đơn cho em nha các chị. Hết trơn đầm nâu phía sau các chị ơi. DN23 vàng còn SM, XL không còn S ạ. Ủa không đâu. Rồi vàng DN23 các chị yêu của nhà em ơi, chị nào chưa có mẫu này là hết vàng hết hồng nha chị. À rồi ok hết hồng. Rồi là vàng còn đủ size đúng không, SM là XL. Rồi DN23 vàng đủ size. Dạ đơn mình sao không thấy tới vậy? Dạ chị yêu của nhà em ơi, các chị nào mình đang xem livestream các chị mình nhớ lưu ý cho Ngọc nha, đặt hàng comment đầy đủ nha các chị. Dạ các chị mình đang xem live các chị mình lên quần để Ngọc cho em tí xíu nha, em lên quần liền cho các chị mình luôn. Rồi chị nào chưa có đầm vàng comment cho em còn đúng cho các chị mình là SML mỗi size, SML XL mỗi size còn vài chiếc nha. DN23 DN23 các chị, còn đầm phía sau là DN, cái này là DN03 còn S màu nâu. Các chị ơi nhớ comment cho em kèm màu nhá. Các chị nhớ comment giùm cho em kèm màu đem chút lên cho các chị mình nha. DN03 nâu còn một cái set cuối cùng. Đầm nâu ở phía sau còn một cái set cuối cùng đồng giá 109.000. À đầm đang mặc hết các chị ơi, đầm đang mặc trên người hết nha các chị mình nhá. Rồi chị nào chưa có DN23 đang mặc đang cầm trên tay comment cho em. Em này là sử dụng nút. Nút như thế này nè các chị ha, nút loe. Vàng hết M. Vàng hết M. Rồi, vàng em chỉ còn SL, XL cho các chị mình thôi, form dáng nè. Đặc biệt nữa là cái phần này nè các chị, phần túi kết hợp em nói xuất sắc luôn. Chị nào chưa có đầm này comment cho em liền nha các chị ơi. Em nói xuất sắc luôn á cái mã đầm này. Comment cho em đầy đủ nha. DN23 cho em nhầm. Cái chất vải cho em là KT Nhật cho các chị xem nè. Phần cổ không hề rộng chút xíu nào luôn mà nó còn bo nữa, rất là đẹp các chị thấy không? Nó bo chứ không phải là vuông vức các chị ha. Rồi, đầm này vàng nó XL, vàng chỉ còn S.
Rồi vàng chỉ còn S thôi. Rồi đầm đang cầm trên tay cũng chỉ còn một chiếc size S cuối cùng. Chị nào chưa có comment cho em nha. Một chiếc cuối cùng DN23 không đặt là tiết eo dưới 64 dùm cho em. Các chị ơi nhớ lưu ý dùm cho em những cái mẫu ngày hôm nay là em sale cho các chị mình. Có nghĩa là sale có số lượng có 1-2 chiếc. Nên là các chị mình đặt hàng các chị comment cho Ngọc đầy đủ. Cái thứ hai các chị mình đừng hủy đơn của bên em nha. Bởi vì những cái mã sản phẩm này của bên em các chị mình nhớ cho Ngọc là không có nhiều nha các chị. Rồi đầm vàng DN03. Đầm màu vàng đang cầm là DN23. Còn cái 03 là DN này. Các chị DN03 là cái này, nâu. Bây giờ hiện tại là cả hai mã này đều còn S thôi. Nâu là DN03 đồng giá 109, vàng caro là DN23 đồng giá 109 luôn. Nên là bây giờ chị nào chưa có DN23 hoặc là DN03 comment cho em nha. 109 hết các chị vào like ngày hôm nay, đừng có xem, đừng có cần biết giá tiền nha. Em ghim giá phía dưới hết rồi, chỉ cần biết mã cho em thôi. Cái nào đặt liền cho em nha. Rồi, hết M rồi chị ơi, em chỉ còn S thôi. S thì là eo dưới 64. Cái mẫu này á, chị nào từ 50 cân á, ví dụ như em đi, cao 1m55 trở lên, mặc eo với số tư mặc vẫn được nha các chị, vẫn đẹp S nha các chị nha, không bị hở, không bị kích gì hết, vẫn đẹp luôn. Nên chị nào chưa có S, comment S chùm cho em Ngọc liền nha các chị. DN23S. Rồi, DN23S nha các chị yêu của em nha. Rồi, tiếp tục, các chị DN03 thì là mình đặt nó comment cho em nha. Còn một cái cuối cùng nâu S nha các chị, còn một cái cuối cùng nâu S rồi. Như theo lời đã hướng em lên áo. Rồi các chị ơi đặt nhớ kèm màu. Tại vì em biết các chị mình là thấy có một cái nên các chị không kèm màu á. Nhưng cứ kèm màu cho chắc các chị. Nhưng cứ kèm màu cho em chắc nha. Rồi đây theo như các chị mình yêu cầu em lên áo. Trời ơi 75.000 áo này là nhất nát luôn. Để em coi coi. Rồi ASX71 các chị ơi, áo này là chất vải là tơ ánh nha các chị. Tơ là nó không có bị ngứa. Rất là dễ mang luôn. Đây cho các chị xem kỹ nè. Rồi, tơ ánh màu màu nu hả ta? Màu xanh với ga màu nu. Màu xanh với màu be chị. Màu xanh với màu be các chị. Rồi, xanh với be nha. Rồi, chị nào chưa có mã này comment giùm Trang Hồng. Xanh với be. Rồi. ASX71. Màu be còn XL, màu xanh còn XL. Rồi, 71 đúng không? ASX71, màu xanh còn size LXL, màu be còn size L. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment cho tìm cho Ngọc nha các chị ơi. Màu be và ga màu xanh nha, chị nào chưa có comment. Xanh là còn size LXL đúng không? Rồi, xanh còn size L, be còn LXL, trời còn size lớn nữa mới ác chứ các chị, sướng quá. Rồi, chị nào chưa có ASX71 lên đơn cho em liền, chất tơ ánh chất này không hề ngứa nha. Mà nó đẹp xuất sắc luôn, em nói nếu mà các chị mà sợ ngứa lấy cái chất liệu này thì em không sợ luôn á. Không sợ giây phút nào luôn. 75.000 áo này nhá. Các chị 75.000 áo này không mua xanh là hết xanh, không mua màu be là hết be. Be hết L. Rồi be còn size XL, be còn 1XL và xanh là còn 1 size L. L thì là 56 cân. Xanh còn 1XL. Vậy là bây giờ xanh và be đều có XL nha các chị, cả xanh cả be đều có XL. Rồi đây cho các chị xem kỹ cái chất liệu nè. Thích lắm các chị. Rồi be hết. Bên trong có lót cho các chị yêu của nhà em luôn hả? Rồi còn size XL 60 cân đổ lại ngực 95, đẹp luôn, chuẩn phơm luôn các chị nhá. Đẹp luôn chuẩn phơm. Các chị mình đừng quên là đầm ở phía sau DN03 em còn một cái S cuối cùng nha. Chị nào được lên đơn cho em luôn. Ở phía trước nút cài, ở phía sau khóa kéo. Đỉnh như thế này mà các chị không lên nha các chị ơi. Tí hồn khách máy là các chị đừng dành cho em nha. Rồi DN03 đó. Rồi tiếp tục dành cho em là cái áo này chất vải tơ nha các chị ha. Rồi chị nào chưa có AS71 comment. Màu xanh chỉ còn XL. Mẫu này thì là dán suông nên là từ L vậy là XL vẫn không bị mất phơm nha các chị. Dù là các chị mình có bỏ áo ra ngoài quần luôn hoặc là nó sơ vin nha. Mẫu này từ L nhảy lên XL vẫn được. Em còn một cái XL cuối cùng luôn. 60 cân ngực dưới giùm cho em. 60 cân đổ lại nha các chị, phải đổ lên nha, đổ xuống á. Và ngực dưới 95 cho em là sẽ đẹp nha. Rồi chị nào chưa có comment giùm cho em liền nha các chị. ASX71 nha. Rồi qua nhanh luôn. ASX71 nha các chị yêu của nhà em nha. Một chiếc áo trắng tay con. Cưng quá. Chị nào chưa có mã này các chị mình lên đơn cho Ngọc liền. Chị Nguyễn Tuyết Ngọc kèm thêm size giúp em nha. Chị mỉm cười kèm thêm màu giúp em ạ. Em chỉ còn một cái ASX71 màu xanh size XL nha. Rồi, ASX78. Các chị ơi, cái mã 71 này em còn có đúng một cái XL thôi. Chị nào ưng đặt liền, màu xanh này là cái màu đẹp nhất luôn á. Đó, mà tại vì bây giờ hiện tại là các chị mình chưa có chia sẻ nhiệt tình giùm cho em nè. Các chị ơi. Rồi ok hết luôn. Các chị mình chia sẻ nhiệt tình với dùm cho em. Khách vô đông mua lẹ qua mẫu cực kỳ nhanh luôn. Có quần luôn các chị, có váy luôn, có đầy đủ với các chị mình ha. Rồi áo này là ASX78 nha các chị. 78 một màu. Trời nhìn cái chất dùm cho em nè. Nó có những cái sớ sọc sọc nè các chị, tầm gân. Nhìn là thích liền. Cái phơm này mặc được hai kiểu luôn, rẻ vai hoặc là có tay như thế này cũng được luôn. Rồi chị nào chưa có comment cho Ngọc nha các chị.
SX78 còn size gì bé? A SX78 rồi S và L, S46 cân ngực 80, L56 cân ngực 7, ngực 90 là S ngực 80, còn L là ngực 90 nha các chị. Chị nào chưa có mã này các chị comment giùm cho Ngọc nha. Cưng lắm, trời ơi, thấy nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ mà mặc lên là phối đồ hơi bị chuẩn nghe các chị. Cái phần ở phía trước em phối dúng cho các chị mình nè. Mẫu này mặc ở nhà phối chung với những cái chiếc quần suông cũng rất là đẹp luôn. Em nói thật, màu trắng nhưng mà cái phần cái chất vải nó không ai nghĩ mọi người mua giá 75.000 đâu. Đây các chị. Rồi em đang sale đồng giá nên mong các chị mình chia sẻ cho em nha. Đây mặc trẻ vai cũng được, mặc có tay cũng được luôn. Như vậy mà còn nội gì nữa các chị, đúng không? Rẻ quá là rẻ luôn. Ở đây là em đang sale nha các chị, sale đồng giá bởi vì em còn có 1-2 cái thôi. Cái này là dáng áo baby doll đó các chị. ASX78 nha. Siêu rẻ luôn. ASX78, chế nào chưa có lên đơn cho em liền các chị ơi. Còn trời ok hết luôn các chị ơi. Chị nào chưa có các chị mình lên đơn nhìn cho Ngọc luôn nha. Đây lên cái đầu hoa này đi các chị. Lên cái đầu hoa này các chị mình. Đây, một cái đầm hoa. Ok, chị nào chưa có mã này các chị mình comment cho em nha. Đầm hoa. DN36. Rồi đầm này một màu duy nhất các chị ơi, nhìn vậy thôi chứ nhìn cho em kỹ nè. Đây các chị. Rồi đủ size nhìn kỹ cho em nha. Được, khi mà các chị mình nhìn nó các chị thấy cái cổ nó sâu, nhưng khi mặc vào là thì không có nha. Cái này đợi em có lên rồi các chị. Đây, chị nào chưa có mã này comment. Ở phía trước em phối nút gỗ thì đẹp hơn là nút nhựa ha các chị. Rồi mẫu này chị nào chưa có comment giùm chị em. DN36 đủ size 109.000 đồng giá. Em này là ở phía trên cái mình vải, nếu mà các chị mình sờ vào á, các chị mình sẽ cảm thấy được là em này nó có kèm các chị mình là những cái bông tuyết trên đây nè các chị. Những cái bông tuyết trên shop vải vô như thế này rất là đẹp. Đây là von Hàn nha các chị, von Korea, đây là vải hàng nhập á. Nên chị nào chưa có ở đây các chị comment giùm chị em lót, tất nhiên là phải lót trước sau đầy đủ các chị hết. Em này lót full DN36, lót full 1m6 như Ngọc mặc sẽ là qua gối nha. Mẫu này các chị kết hợp với lại những cái đôi mà dép thấp rất là xinh, đủ size. Rồi DN36 có S, có M, có L và có XL. Đầm em mặc hết nha các chị, em nói cho các chị mình biết trước. Mẫu đang mặc trên người em hết, mẫu đang cầm hiện tại bây giờ mỗi size còn 1 đến 2 sản phẩm, 1S, 1M, 2L và 2XL. Chị nào chưa có các chị mình lên đơn, có tổng cộng 6 cái thôi. Mẫu này 109.000 nha các chị, 109 ở phía sau em kết hợp dây kéo cho các chị mình đây. Rồi hết sẽ XL nha các chị nha, còn 4 cái nữa hơi XL. Rồi chị nào chưa có XL các chị, chị nào chưa có SML comment giùm cho em. Em xin nhắc lại, cái này là không có co giãn nha các chị, vô là sẽ không bao giờ co giãn hết á. Nên là các chị mình nhớ chọn đúng size. S là eo dưới 64, M eo dưới 68 và L eo dưới 72 cho em là nhức nách luôn á các chị, đẹp dễ mang hơn. Chị nào chưa có các chị mình lên đơn cho em liền mã đó nha các chị, quá xinh luôn á. DN36 nha các chị, DN36 cho Ngọc nha. Mẫu này là họa tiết hoa nhí nền trắng, họa tiết hoa nhí và có cái nền bông ở phía trên vải nó đẹp lắm. Rồi còn SM, ok hết size L, hết size L, XL. Còn S với lại M, chị đầu chưa có mã này các chị comment cho Ngọc nha. Form này các chị mình yên tâm. Đầu tiên mặc mát, dễ chịu, thoải mái, dễ mang. Bây giờ em còn một M nữa và một L nữa là em qua mẫu này luôn ha. DN36 nha. Nhìn cái chất giùm cho Ngọc nè. Rồi ok, hết M chỉ còn S nha các chị ha. Những chị size S nên vào đây tranh thủ mua hàng, bởi vì sao? Hôm nay ba sản phẩm em free ship là một chuyện ha. Chỉ có hai các chị mua và các chị bắt lại thì rất là tiện nha các chị mình luôn. Đầm đang mặc hết chị My ơi. Rồi DN36 còn S nha các chị. Chị nào chưa có comment cho em nha. DN36 còn một chiếc S cuối cùng. Có chị nào mình lấy luôn không? Cái tùng em lên đẹp quá các chị. Tùng này lên cỡ cả mét mấy vải luôn á các chị ơi. Rồi chị nào chưa có comment cho Ngọc nha. Lót trước lót sau nha các chị. Bây giờ lên một cái chiếc áo đi. Áo này. Áo này của nhà em thì còn một chiếc thôi các chị ơi, màu trắng nha. Rồi ASX43, áo này là kết hợp giữa ba chất liệu vải luôn. Rồi ok, hết đầm hoa. Chị nào chưa có mã này các chị comment. Các chị ơi, em còn có cái DN03, các chị lấy luôn đi các chị. Các size S nè, trong live của em có chị nào mặc size S không em mướn cho. Rồi tại không mặc thôi chứ mặc mà các chị lấy hết, tại vì cái mẫu này còn có 1-2 cái thôi ha. Rồi áo này là ASX43 còn size M và size XL. Rồi chị nào chưa có mã này comment, em này là sơ mi kiểu nha các chị, nút cài ở giữa nha. Chị nào chưa có mã này các chị mình comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn cho các chị mình luôn. Đây. Rồi, form này bên ngoài là phối cho em là tơ ánh, bên trong là cho em là cái chất vải là các chị ha. Chất vải là vải đuổi, còn ở phần thân á là chất vải kaki Nhật nha. Chị nào nhầm kaki Nhật. Chị nào chưa có mã này các chị mình comment giùm cho Ngọc luôn. Dạ mẫu này của nhà em á các chị ơi, đây còn S còn M và XL thôi nha. Còn M và XL. Dạ đầm phía sau hả chị, đầm phía sau là D
N03 còn một cái S cuối cùng. Đằng phía sau đây N03 là còn một cái cuối cùng hết luôn. À các chị ơi, mua đầm này phải kèm màu, đúng rồi, tại vì hồi nãy đầu like là em có hai màu là màu xanh với màu là cái màu kia với cái màu này, nên các chị phải kèm màu em mới chốt lên N03 được nha chị Phạm Quyên, Phạm Duyên. Rồi. Ok, áo đang cầm chỉ còn XL nha các chị, áo đang cầm trên tay nha các chị mình đây, ASX43 nha các chị. Rồi, các chị ơi mua đầm ở phía sau nhớ kèm màu cho em mới chốt đơn được nha các chị yêu nha. Mua đầm ở phía sau nhớ kèm màu. Đây là không ba mới chị kèm màu nâu giúp em nhé. Đúng rồi, phải kèm màu nâu em mới chốt được. Em này là mở nút trước và khóa nút khóa cài sau cho em luôn. Rồi DN05 nha các chị. DN05 màu xám, màu xanh vậy vậy. Be còn đủ size, xanh còn ít. Rồi, be đây các chị, be còn đủ size, xanh còn S, đây là màu xanh nha các chị ha. Mẫu này của nhà em là DN05 nha các chị nha, cũng là một cái mã rất là hot bên nhà Tu Tu nhà em luôn. Chị nào chưa có mã này comment, đầm chị mặc hết rồi em ơi. Dạ hôm nay tại Ngọc sale là có nhiều Ngọc sẽ lên hết cho các chị mình ha. Rồi đầm Ngọc đang cầm trên tay là màu xanh em còn S nè. Còn cái màu be em đang cầm là còn đủ size, mỗi size còn 2 đến 3 chiếc thôi. Đây các chị, cho các chị xem. Cái dây này dài lắm các chị biết sao không các chị? Phải là đắp qua đây nè các chị. Đây, đắp qua đây, đắp qua lại, cái gì mình buộc ở phía sau. Đó, những này cho em ha, thì nó mới đúng với cái mẫu của nó. Chị nào chưa có comment, em mặc cái mét 6, mặc sao là vừa qua gối nha. Rồi, chị nào chưa có mã đầm này, comment DN05. Dạ, 43 em hết rồi các chị. Đầm nào phía sau hết rồi. Rồi, DN03 em hết nha các chị yêu nha. Chị nào chưa có mã này, các chị comment. Rồi, đầm em đang cầm trên tay nha các chị, mình làm mã DN05 nha các chị. Để cần các chị xem màu, nào. Cái này là màu be. Nhưng mà cái be rất là lạ nha. Be hết size L, be còn S, M và XL. Màu xanh em còn duy nhất hai cái thôi. Các chị, hai cái S nha các chị, cho các chị xem cận nè. Cái cổ nó không có sâu quá đâu, không có cao đâu, tới đây nè các chị. Tới cái phần xung quanh xanh của mình thôi, các chị không có bị cao tới đây. Be hết M. Rồi be hết M, hết L, be còn S, XL ha các chị. Mẫu này dây dài là bởi vì cái kiểu đó là các chị phải đắp qua đắp lại nha. Chứ thôi các chị mình không biết, các chị mình cứ bảo là cái phần dây sau đi nhìn nó dài quá, nhìn nó dài hơn bình thường và giờ nó to hơn bình thường ha các chị. Rồi vậy là B còn XL xanh còn một cái S nữa thôi. Rồi ok, em thấy chị lên đơn màu xanh rồi nha. Màu xanh còn một cái S, màu B còn một XL. Rồi, số lượng B đủ size mình ít hơn màu xanh đó các chị ha. Rồi, có tầm ít vài cái thôi à. Màu xanh thì nó sẽ nhỉnh hơn xíu, tầm khoảng 3 đến 4 cái. Chị nào chưa có xanh S cùng anh chị em ha. Xanh này là vậy như là màu xanh ngọc. Xanh ngọc mà cái màu hơi trầm tí xíu với chị ha, hơi nhẹ xíu. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc nha. B còn một cái XL cuối cùng hết luôn. DN05B đắp chéo buộc dây ha các chị, đắp chéo buộc dây nha. Rồi màu xanh và màu be thì nào chưa có comment cho em liền nha. Phần tay cái này không có bo chu nha các chị, phải là bo lai nhúng như thế này mới đẹp, bo chu nó không xinh bằng. Rồi be hết luôn nha các chị nào chưa có mã này các chị comment cho Ngọc nha. Rồi em còn màu xanh, còn một chiếc màu xanh cuối cùng nha các chị. Rồi ok, hết xanh luôn. Rồi qua một cái chiếc đầm tiếp theo, qua qua áo nha các chị, áo mẫu hổ xinh xinh. Áo này giống như là chất xô đuổi các chị. Em này chất phải xô đuổi nha các chị nha. Em này thì là em nghĩ là ASX72. Trời em rồi các chị ơi, chất vải xô đuổi nha. Em này là tại vì nó vừa kết hợp chất xô và nó sẽ đan xen với chất vải đuổi trong đây nữa, nên là chất nó mát lắm luôn. Cái này các chị mua về phối chung với yếm rất là đẹp. ASX72 75.000. Hả? Chỉ có M luôn. Rồi áo này chỉ có M một chiếc cuối cùng thôi. À em nhầm, 3 chiếc cuối cùng. Chị nào chưa có comment phơm này á các chị nào chưa có comment, trước khi mà em sờ em đã thấy mát rồi, huống chi mà các chị mặc vô nha. Em nói thiệt, khi mà lấy ra ngoài từ bao bì là thấy mát rồi đó các chị. Rồi ASX 72. ASX72 em còn 3 cái size M cuối cùng là ngực dưới. Cái này ngực dưới 85, 86 được luôn, tại nó dán suông. Cái thứ hai em cho Ngọc là cân nặng mẫu này là dưới 52, 53 ổn luôn. Tại cái phơm này là cái phơm thoải mái, cái chị nó dễ mang lắm. Nên là chị nào chưa có mã này các chị comment nha. Chất thích lắm, cái chất này mà các chị không mê, không lạ luôn á các chị. Đầm đi chị ơi, rồi ok nha. Chị nào chưa có ở đây các chị comment ăn tiếp. Chị nào chưa có ở đây các chị comment cho Ngọc nha. Rồi hết các chị. Đầm với chị rồi ok, đầm này đi chị. Đầm. Rồi, đầm này hơi bị đẹp luôn các chị. Đó, muốn đầm em lên đầm. Các chị yêu cầu đi, có cái gì em lên cái đó. Rồi DN21 các chị. Màu xanh và ga màu màu đỏ. Ôi ôi, cái phần cắp ly nhìn xịn xò, dễ sợ luôn. Cái mẫu này thì là cái phơm là
Phơm là phơm vừa, em mặc là vừa chấm gối. Xanh còn S, đỏ hết S được. Rồi, xanh còn S, đỏ hết S, tức là đỏ còn size M, size L, trời đúng đúng hương vị các chị mình đang cần luôn. Màu đỏ DN21, màu đỏ còn size M, size L, XL, màu xanh là còn một size S thôi. Để chứng tỏ hai cái mẫu này, chị nào mình đang xem like, ưng cái mã này đặt liền. Cái phần ở phía dưới em kết hợp cho các chị mình xếp ly nè. Gợn sóng rất là xinh nha các chị. Đó, đẹp lắm. Ở phía trên giùm cho em nè. Đó, chị nào chưa có comment cho em liền nha. Màu đỏ em còn S, em còn M, L, XL nha. Nên là bây giờ chị nào mình mặc S em còn xanh đen hả? Các chị, S là chỉ còn xanh đen thôi nha. Còn nếu mà chị nào thích mặc rộng rãi, thoải mái hơn xíu á, từ S nhảy lên em M lấy màu đỏ giùm cho em liền nha các chị. Rồi, mẫu này hiện tại bây giờ màu đỏ, số lượng màu đỏ là em còn M 3 cái, L 2 cái và rồi hết L luôn, XL 3 cái. Chị nào chưa có DN21 comment cho em nha. Rồi hết xanh. Em 72 mặc size L. Rồi hết M màu đỏ. Vậy là bây giờ hiện tại là màu đỏ còn sợ L, XL. Rồi màu đỏ chứ còn sẽ XL. À chị nào hỏi đây, nếu mà eo từ 70 đến 72 á các chị là size L cho em nha chị nha. Rồi chị nào mình chưa có comment cho Ngọc nha. Rồi muốn đầm em lên đầm nữa nha. À, đầm này là đầm rách lăng. Có kết hợp hai cái chất liệu vải rất là xinh luôn. Có màu be hả? Be với xanh. DN27. Rồi xinh quá các chị. DN27. Nu còn SML, xanh còn SML. À vậy là còn giống nhau. Wow, chị nào mình chưa mở này các chị comment. Màu xanh và gam màu nu. Màu xanh và gam màu nu. Cái màu nu này nó hơi thiên về ánh xanh xí mà rất là lạ nha mọi người. Em nghĩ là cái màu nu này các chị chưa có đủ đồ đâu, em cam kết luôn á. Cái màu này bên mắt ngoài bên thường mà mắt thường các chị mình nhìn bên ngoài rất là đẹp luôn. Chưa có màu này các chị comment cho Ngọc nha các chị, em khai sáng lại. Rồi chị nào chưa có cái mã này comment. Màu nu em còn SML và xanh cũng vậy luôn nha các chị. Cái này thì chất vải ở phần thân dưới á, là chất vải cho em là kaki nhật, còn ở phía trên cho em là kt hàng nha các chị. Nó phối hai cái chất liệu khác nhau và kết hợp lại với nhau. DN27, màu bạc này, cái này là màu nu nha các chị, màu nu và gam màu xanh SML, em hết XL cho cả hai gam màu. Chị nào chưa có mã này các chị comment nha. Rồi ok chị, xong này em lên áo cho chị yêu liền nha. Ok các chị mình. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc liền. Em này là phía sau là có sử dụng dây kéo, chất này nó sẽ là nhăn nha các chị, nên là các chị phải ủi trước khi mặc nha. Mẫu này tại vì cái chất nó đẹp lắm các chị, bởi vì khi mà các chị ủi một đường các chị mặc lên á, nó đúng phơm lắm, cái chất vải kaki nhật này nè các chị, mặc lên thích lắm ha. Nên chị nào chưa có cái chất này comment. Cái phơm này không có túi nha các chị, đó là nó chỉ là túi nắp giả thôi. Dạ rồi. DN27 cái này là màu nu nha các chị, màu nu nha các chị nha. Còn màu xanh là cái phía sau nha. Xanh hết L. Rồi xanh hết L, xanh còn S với M. Các chị thấy nè, tao nói mà dây kéo là em cố tình tìm mà cái dây kéo nó giống nhất có thể cho các chị mình này. Cái này không giống lắm thôi chứ cái này là giống kinh khủng luôn nè các chị thấy không. DN27 màu xanh em còn SM, màu nu em còn SML nha các chị, nu SML nha. Rồi áo kiểu có luôn chị, đầy đủ, hôm nay cái gì cũng có. Đầm đồng giá 109, áo đồng giá 75, chân váy đồng giá 75, quần đồng giá 99.000. Em có hết. Xanh hết M. Rồi xanh còn S, một chiếc S cuối cùng luôn. Chị nào sẽ là người may mắn sở hữu cái DN27 này đây. DN27 này sẽ sở hữu cho chị nào mình mặc size S eo dưới 64 là đẹp nha các chị, eo dưới 64 là đẹp luôn. Mẫu này thì là form của nhà em là cái size là size size S thì là eo 64 ngực 80. Cái này vòng eo á các chị mặc lên thích lắm, mà vì sao nó ôm trọn eo mình luôn. Eo 64 là chuẩn luôn á các chị. Mông thì yên tâm, tại này là form A đá nha các chị nha. Nên là khi mặc lên nó sẽ không có bị quá ôm. Rồi, xanh còn một S cuối cùng. DN27 xanh còn S nha các chị. DN27. Trời ơi các chị, màu nu em còn 3 size nè các chị. Màu nu em còn mỗi size một cái luôn á. Chị nào mà được mình ưng mà các chị mình chốt cho em hết luôn nha các chị. Nu còn một cái S, một cái M và một cái L cuối cùng. Nu chỉ còn L nha chị. Rồi nu chỉ còn size L, còn xanh là còn S. Xanh chỉ còn S rồi. Rồi xanh chỉ còn S, nu chỉ còn size L. Vậy là nu hết, S với là M luôn rồi. Chị nào chưa có đầm này comment cho Ngọc. Cái này phơm đẹp lắm, bởi vì sao nó ôm nhẹ phần eo các chị nhớ này nè. Nếu được các chị lấy cho em màu nu để hai các chị ha. Nu em còn size L, nu còn size L và màu xanh còn size S. S thì eo 64, còn L thì eo 72, đổ lại mặt đẹp luôn hai các chị ha. Dạ DN27 á chị yêu. Đây DN27 là chất vải kaki nhật và chất vải cotton hàng nha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này comment ở phía sau như thế này. À, các chị ở phía trước như thế này đó, nút lem nút đính
rồi nu hết nha các chị ơi. Em còn cho các chị mình làm màu xanh, xanh còn một cái ép thôi à. Nãy giờ là em hứa là em sẽ chốt chị nào mình chia sẻ thôi đó nha. Nên là chị nào không có logo người chia sẻ không chốt đơn. Chị Nhung ơi, chia sẻ cho em nè, chị Huỳnh Ngọc Linh chưa chia sẻ luôn nè. DN27S xanh S, em còn xanh S cho các chị. Chị nào không chia sẻ không chốt đơn được nha các chị. À, chị Lý La Si chưa chia sẻ luôn nè. Rất là nhiều chị không chia sẻ luôn ta ơi. Các chị ơi nhớ bật chế độ công khai nha. Rồi đôi khi các chị không có chia sẻ, đôi khi các chị mình chia sẻ mà không có bật chế độ công khai là không có chốt đơn được á. Rồi một chiếc caro xinh xinh luôn. Một chiếc caro xinh xinh. A98. Hết S thôi rồi. A98 hết S. Trời ơi cái caro này rất là nhiều chị thích luôn nè. Em nói về cái màu caro này rất là nhiều chị ưa chuộng luôn á. Hai các chị. Rồi, chị nào mình chưa có mã này comment, em còn size M, size L, XL nha. Dây các chị nè. Cái dây nó rất là dễ dàng, nếu không thích thì mình có thể là mình lấy một cái cần cái dao lam của chị mình cắt nhẹ nhẹ ra cho chị em thôi. Còn thích thì các chị mình có thể là mình buộc nơ mình sử dụng vài ba hôm á. Hai các chị cái chén là các chị bỏ được cũng được nha. Rồi chị nào chưa có áo này comment cho Ngọc, em còn M, L, XL. Rồi hết M. Caro này không có bị xế nha các chị, cái đây là caro mà theo cái phong cách của mấy anh mấy chị Hàn Quốc đó. Nên là cái chị mặc không có bị xến nha. Rồi, mã áo của nhà em, áo trắng cổ U mã gì ạ? À? Áo trắng cổ U mã gì? Cái mẫu nào ta? À cái mã đó em hết rồi chị. Bộ mã 43 em hết rồi. Ok, áo chỉ có XL, cái này là ngực dưới 95 mặc XL đẹp, cân nặng dưới 60 mặc XL đẹp nha các chị nha. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment giùm cho em A98. A98 nha các chị, A98 nha. 60 cân, em còn một size 60 cân. 55 đến 60 cân mặc XL đẹp, ngực dưới 95. 55 đến 60 cân mặc XL đẹp mà áo này. Form này là em đang gấp là em nít em chưa có bành ra nha các chị. Nó phải nhỏ gì đâu. Đây là các chị. Đó như thế này ha. Rồi chị nào chưa có mã áo này các chị comment cho em nha. Thích thú chưa các chị ơi? Thích thú chưa các chị à? Quá đẹp luôn á. Rồi chị nào chưa có comment cho Ngọc nha. Mã màu à mã size số điện thoại nha. Còn một cái nữa, cái XL nữa các chị. Rồi em đang chờ đâu XL lên nè các chị. Còn một cái XL cuối cùng A98. À em được chốt không ạ? À? Lê Anh ơi, chị nào nhận được tin nhắn là có đơn, không nhận được tin nhắn là không có đơn. Nên là các chị mình kiểm tra tin nhắn giùm cho em liền nha các chị. Đôi khi không thông báo đâu. Mà các chị bấm vào Messenger nó mới có đó các chị. Cái giáo đẹp quá chị luôn đi. Áo này. Rồi, áo này. Áo này lạ giờ. Đẹp quá giờ các chị. ASX82. Ôi ôi. Volto nha các chị. Von này mẫu này hơi bị đẹp luôn. Rồi ASX82 đồng giá 75.000 luôn. Các chị ơi, các chị chia sẻ giùm cho em nha các chị. Em thấy có một rất là nhiều chị đặt hàng không có hiện logo người chia sẻ nè. Kiều Thư chia sẻ rồi, cảm ơn nàng nè. Nu còn M, XL. Nu còn M, XL. Xanh đen còn L. Xanh đen còn L. Ok, xanh đen còn size L thôi. ASX82 xanh đen còn đúng một size L. Chỗ cái tuần nhìn sạn. Nhìn xinh quá ta. Nhìn sang quá ta. Chị thấy em không? Thấy hay mình ứng ngon em bị cái gì vậy các chị? Em bị thiếu ngủ hay sao á? Rồi, màu nu, đúng không? Nu hay nâu? Nu. Nu em còn size M, XL. Nu em còn M, XL. Xanh còn đúng cái L. Đó, các chị chọn cái nào? Các chị size trái hay size phải nè các chị, size trái hay size phải nè. Màu xanh còn L. Rồi nu hết M, ASX82 là đẹp đó các chị nha, đẹp đó. Các chị nào mà mình săn sale mà các chị mình cố gắng có thời gian, các chị mình nói từ đây đến cuối live là các chị sẽ săn còn đẹp, em nói thật. Rồi hết xanh. Rồi hết luôn. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment cho em một chiếc đầm nút. Rồi một cái chiếc đầm nút nha các chị nha. DN11. Rồi đủ size luôn. Xám với nâu, DN11 đủ size xám với nâu, cái này thì khỏi bàn luôn. 109 mà cái đầm này thì nó khỏi bàn luôn các chị. Cái màu xám này là xám chuột mà cái xám sáng các chị, mà lên nút bọc màu đen là em nói thôi rồi, sang ngất ngay tiệc đêm là em nói khỏi bàn nha. Còn cái màu nâu này nè các chị, ông màu vàng mà nó. Nâu này các chị thấy nè, nó vẫn có một cái nét đặc trưng riêng và cái màu nâu này mặc lên siêu trắng da luôn các chị ha. Rồi chị nào chưa có màu xám comment xám, chưa có nâu comment nâu các chị ha.
đủ size các chị, đủ size nha. Váy đen mặc hết chị ạ. À, rồi lên đầm đi em, đây chị em đang lên đầm cho mình nha. Mẫu này dạ hết sạch luôn rồi chị ơi, DN21 không còn, nãy giờ không còn cái nào còn á chị ơi, nên cố gắng giùm chị em với tâm thế này từ đây đến cuối live nha các chị. Rồi, nên là các chị mình đừng có bỏ lỡ những phút nào hết. Đầm này còn đủ size xám và nâu. Nâu hết size L, nâu còn SM và XL các chị. Nâu còn SM và XL, DN11, DN11 nha các chị. Xám còn đủ size, nâu thì hết, hiện tại là nâu hết XL luôn. Vậy là nâu còn S với L. Xám còn XL luôn. Rồi, đúng không? Nâu còn S với L. À, nâu còn S còn M. À, nâu còn S còn M. Rồi, xám có XL, xám còn SML, nâu còn S với M. Chị nào chưa có comment, chất này là chất vải bố Thái đó các chị. Rồi các chị thấy là, nhưng mà bố Thái này nó có những cái vết sượt cho các chị, cũng như là nó sẽ là quát đó các chị, quát cho cái phần này sẽ là lạ hơn xíu cái mình vải á. DN11 xám hết XL rồi chị, còn SML. Xám hết L. Rồi vậy là còn S với M, cả hai màu nâu và xám đều còn S với M. Em thử ướm cho các chị xem. Cái mẫu này với giá 109 là quá rẻ, em nói thật lòng. Và cái phơm này là phơm em mặc sẽ là qua gối. Ok rồi, xám còn S thôi, các chị thấy cái màu xám, xám thì nhìn nó sang. Còn cái màu nâu này thì nhìn mặt lên nhìn nó trắng da lắm các chị, nó đổi tông da các chị mình tức cắt luôn á, em nói thật lòng. Đây, chị nào chưa có comment giùm cho em nha. Phần tay nhìn nó lạ các chị. Đó, phần tay phải là dúng vô, rồi sẽ là một cái phần mũi nhọn dung lên cho các chị mặc lên nhìn thấy cao hơn, nhìn sang hơn. Nâu còn S với M, xám còn một cái cuối cùng DN11 nha các chị. Rồi mấy cái mẫu này các chị mua về, các chị vào mấy hội nhóm bán đồ, các chị bán lại là trời ơi rẻ, các chị mình sẽ có lời, em nói thật. Và các chị nào mua về mặt là cũng sướng luôn á các chị. Trong live ngày hôm nay có những cái mẫu mà trước đó các chị mua chưa mua được mà nó còn lẻ một hai cái, các chị mình nên ở lại live dùm cho em nha. Dạ rồi, dồn đơn hay là cái gì cũng phải kèm số điện thoại chị Huyền Toàn Võ ơi, phải kèm số điện thoại khi dồn đơn nha các chị. Và nhớ chốt chắc dùm cho em chứ đừng có chị ơi phút 90 chị ơi em ơi chị hủy hết nha em ơi, đó là em xỉu luôn á các chị, bắt em ra lại nữa các chị ơi, tội nghiệp em lắm nha các chị. Trong khi đó khi thời gian like có rất là nhiều chị muốn mua mà mua không được, cái này là sự thật luôn. Rồi màu nâu em còn S với M, màu xám còn S. Rồi ok, nâu hết M luôn, cả hai màu chỉ còn S thôi, chất vải bố Thái nha, kèm nút bọc màu đen phía sau như thế này. DN11 109 đồng giá nha các chị, em không báo giá nữa nha, em có ghi ở phía dưới rồi. Đồng giá 109, áo đồng giá 75, chân váy đồng giá 75, quần đồng giá 99.000 nha. Rồi chị nào chưa có đầm này nữa comment cho Ngọc nha các chị, em chốt đơn nha. Rồi hết xám còn nâu, nâu hết M rồi chị, nâu còn S rồi chị ơi, nâu em hết M rồi, nâu chỉ còn S thôi nha. Chị nào mình chưa có mã này các chị mình comment cho Ngọc để Ngọc chốt đơn cho các chị mình nha. Chia sẻ livestream để Ngọc sẽ hỗ trợ các chị mức giá trong live nha. Các chị ơi lên đơn cho Ngọc nha, hôm nay có quần nữa đầy đủ hết, hôm nay thập cẩm mà các chị, cái gì cũng có hết á. S nâu hết SM rồi các chị ơi, hết nâu M rồi, em còn S nâu được không các chị? Nếu được comment cho em đi. Nếu được comment cho em đây các chị mình nha. Rồi em chỉ còn S nâu thôi, xám hết sạch nha các chị. Rồi em qua mẫu tiếp theo các chị mình luôn. Em qua mẫu tiếp theo rồi, cái đầm là sale là xuất sắc luôn. Hai màu DN02. Cái mẫu rồi, cái mẫu này mà sale làm nó là xuất sắc luôn, các chị mình không có mà để mua luôn. Đây DN02, một cái mẫu mà em nói với các chị mình là bán banh nóc luôn, mà tại sao hôm nay nó còn có mặt ở trong cái live sale của em, bởi vì em này là do cái chị yêu của nhà em mình đặt, kiểu như là một chị đặt có một cái mà comment quá trời nhiều lần, cuối cùng chốt 2-3 cái cho một chị đó, nên nó còn bị hụt lại của em vài đơn thôi. Bây giờ chị nào chưa có đầm này comment giùm cho em 109 anh à, đúng rồi 109 đọc em tưởng lộn hả. Rồi, đen đủ size, be hết size L. Rồi, be còn S, M, XL, đen đủ size nha các chị. Đó, tại những chị mình đặt hàng copy bát nhiều lần quá trong những cái lần em like chính á, nên là các chị mình một chị nhiều quá nên nó bị hụt đơn các chị. Rồi, mẫu này của nhà em nè các chị mình nhớ lưu ý cho Ngọc nha. Màu be em còn S, M và XL. Be còn S, M và XL, màu đen đủ size ha các chị ha. Phơm này 109.000 là quá rẻ, chị nào đợt trước chưa mua được mã DN02 này, DN nha các chị, comment cho em liền DN02. Mẫu này mua làm quà tặng Tết, trời ơi em nói thiệt, em nói các chị ơi, cả một năm trời mà chỉ có 1-2 ngày, 3-4 bữa hay là nửa tháng mình về quê thôi, thì nếu mà có chị em, anh chị nào mà thân hay là người thân á. Hả? Hết luôn hả? Rồi hết đen. Các chị ơi nếu mà có chị mua làm quà tặng được nha, 109 thôi. Nếu mà có em gái, chị gái hay là chị họ gì đó mua mà thân thiết mua về tặng các chị, mẫu đầm này 109 ai tin được đúng không?
Em chỉ còn lẻ hôm nay các chị hơn mới mua được cái đầm này. DN02 mẫu này thì em hết cho các chị mình là hết size L nha. Màu be em còn S, M và XL thôi. Be còn 3 size. Be còn S, M và em nhầm S, M và XL đúng rồi chứ. Be là còn S là L 64, M L 68 và XL L 76 nha các chị. Em hết size L thôi. Chị nào mình đang xem livestream chưa có mã này comment cho Ngọc nha các chị. Cái phần này nè các chị mình mở ra được rồi các chị mình mặc vào cho em ha. Rồi ở phía sau là có kèm dây kéo cho các chị mình nữa. Đây là các chị rất là chỉnh chu. Đó. Cái màu be nhìn lạ các chị ha, be ánh xanh nó rất là đẹp luôn, nhìn nó cực kỳ lạ luôn. Rồi, màu be DN02 còn S, M, XL. S, M, XL chị nào chưa có comment cho em mã này ha. 109.000 đồng giá, em không nói sai chút xíu luôn á các chị. 109.000 đồng giá nha, chị nào chưa có các chị mình lên đơn giúp giùm cho Ngọc liền. Rồi ok, hết be luôn nha các chị. Rồi tiếp tục lên cho các chị một cái mẫu tiếp theo. Rồi lên chân váy với các chị mình nhé. Chân váy đi. Chân váy 75 bây giờ chỉ có chân váy các chị. VSX 43. Chân váy màu be và chân váy màu đen đem báo size nha các chị. Đen còn M, nâu còn L. Rồi, đen còn size M, nâu còn size L, nâu còn L, đen còn M. Rồi chị nào chưa có mã này đặc quyền nha, VSX 43 nha các chị ha. Nâu còn size L, đen còn size M. Đen còn M, M thì là L 68 nha các chị. M L 68 cưng quá các chị này, phong A nè. Ở bên trong có, ở bên trong các chị có lót luôn nha các chị. À lót quần luôn á. Trời ơi, cái này nằm trong một cái set đồ nha các chị. Rồi màu, cái màu này em còn size L nè, em đang cầm size L cho các chị mình nè ha. Rồi màu nâu còn size L, màu be còn size M, màu đen còn size M nha các chị. Rồi mẫu này L 72 nha các chị, M 68 nha. Chị nào chưa có mã chân váy này comment cho Ngọc nha các chị. VSX 43 nha các chị. Đầm lên N02 em hết sạch. Các chị mình tranh thủ mình đặt hàng nha các chị, em bóc nào em ra liền cái đó nha các chị, mình đừng có phát ra like như phút nào hết nha. Này là em bóc hổ nhiên chứ không có chuẩn bị sẵn đâu ha các chị. Rồi là các chị mình đặt hàng các chị mình tranh thủ nha. Rồi màu be em còn duy nhất một size L, L 72 đổ lại. Phơm này cao 1m65 đổ lại cho em mặc đẹp nha. Em để mặc trên gối nha các chị. Rồi có quần bên trong luôn, có quần men trong cho các chị mình luôn. Em đang cầm lại size L, còn size nào em cầm size đó luôn nha. Hết là hết luôn các chị. Comment cho em kèm mã đi chị ơi, VSX43. Chị Lan Hương ơi, VSX43 cộng số điện thoại dùng đơn. Comment vậy cho em nha. Em sẽ chốt đơn cho mình dễ hơn á chị. VSX43 màu đen đúng rồi chị Nhung, comment đúng rồi nè. Nhung có chia sẻ nè. Rồi chị Phạm Quyên không có chia sẻ. Chị Phạm Quyên ơi, chị Phạm Quyên chia sẻ cho em một lần đi. Chị Phạm Quyên không có chia sẻ nè. Không có logo người chia sẻ là không chốt đơn được nha. Rồi VSX43 màu đen còn M, em đang cầm M cho các chị mình luôn ha các chị yêu nha. Rồi màu đen còn M, màu B em còn size L các chị. Chị nào chưa có bài này các chị mình comment cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. Đúng không bác? Màu đen còn M phải không? Màu đen của M. Chị nào chưa có mã này các chị comment cho Ngọc. Chia sẻ livestream cho Ngọc nha các chị. Đầm mặc hết rồi chị. Em xong một xong cái này em ra một cái chiếc đầm hoa cho mình nữa nha. Rồi VSX43 đen còn M. Màu nâu em còn size L nha các chị. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho em nha, còn một cái nữa. Màu nâu em còn một cái L cuối cùng. Nâu còn một cái L cuối cùng và đen còn một cái M cuối cùng là em hết cái mã trên váy này. Chân váy này đặc quyền là có quần bên trong. Nơi các chị mặc lên nhìn thích lắm. 75.000 nha các chị, nghe không có lầm. Trời ơi, giá là giá sát nút cho các chị mình luôn á các chị ha. Đó, chạm vạch đích luôn rồi đó. Đây là chị nào mình đang xem like nhớ lưu ý cho em nha. Rồi, màu đen và cái nút cái này các chị ha, cái phần nút kết hợp theo này thấy cưng lắm luôn. Chị nào chưa có mã này các chị comment cho Ngọc nha. Màu đen nó hơi chá để gần không đẹp. Rồi, chị Phương Thảo Nguyễn ơi, kèm cho em chữ màu nâu đi chị. Em mới chốt đơn cho mình được nha. Có chia sẻ mà nó không hiện logo hả chị? Vậy rồi, chị ơi, chia sẻ chế độ công khai nó mới hiện được. Còn chị chia sẻ chế độ bình thường không có hiện. Chị yêu ơi, mình chia sẻ chế độ công khai giúp cho Ngọc một xíu nha. Rồi, VSM không à VS cái nào? À hết luôn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lên cho các chị đầm hoa đi, một cái đầm hoa. Đầm hoa này. Rồi, đầm hoa này có hai màu. DN49. Đây là màu trắng. Rồi, tiếp tục cho em. Đây là màu xanh. Trắng với xanh, trời ơi, cái phần viền ren nhìn thấy cưng lắm, cái chị nó đều tăm tắp luôn nè, các chị thấy không? Đó. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc nha. Mẫu này em có màu trắng với màu xanh.
Ồ, cưng quá à. Trắng nó có nét hoa đẹp riêng, còn cái màu xanh nó có nét hoa đẹp riêng, xuất sắc chưa? Chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc liền nha, một chút đơn cho. Giá rẻ luôn các chị, giá siêu hạt rẻ luôn. Gì chị quên rồi. DN49 các chị, giá siêu hạt rẻ luôn. Xanh và trắng. DN49. Cái này thì em mặc sẽ là qua gối luôn á các chị. Đây là form dáng midi nha các chị. Cái này lưng lửng chứ nó không phải dài như maxi đâu, lưng lửng nha. Rồi, mét 6 mặc còn lưng lửng nha. DN49. Trắng còn SM. SM. Xanh còn SL, SM. Rồi ok. Trắng còn S với M cho mã DN49, xanh là còn SL, XL nha các chị. Tức là xanh hết M, trắng hết size L, XL nha các chị nha. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment giùm Trang Ngọc nha. DN49 xanh em còn à, em còn S, S, L, XL. Vậy là em hết M rồi chị ơi. À, chị nào mình đặt xanh M. Chị Ngân Ly Jin ơi, em hết xanh rồi mình đổi qua trắng M được không? Trắng em còn F với M là chị, còn màu xanh là em hết M, trắng em còn S, L, XL thôi à. Nếu mà chị Ngân ưng, chị Ngân lấy màu trắng M, chị nha, mình đổi liền thôi em hết á. Rồi, à, nó có kèm một cái dây đây nè các chị. Nếu mà các chị mặc một thời gian chán cái dây này, các chị bỏ cho em cũng được, mặc trơn thôi cũng được nha. Có mà hơn không, các chị này có dây nhìn eo ốc nhiều hơn á. Dạ, màu xanh em còn S, L, XL, trắng em còn F với M. Trắng rồi, trắng còn ép thôi các chị ơi. Các chị thấy là cái màu trắng rất là nhu mì nhã nhặn ha, còn cái màu xanh đen nhìn nó cực kỳ là quyến rũ và bí ẩn luôn. Rồi chị nào chưa có DN49 comment cho em nha. Trắng còn ép thôi, eo dưới 65 đổ lại cho em mặc đẹp luôn mã này. Còn màu xanh đen thì em còn được S, L, XL nha. À, giá trong like ngày hôm nay đồng giá 109 hết các chị ơi. Đây là cho nên là các chị vào xem like của em thấy cái nào ưng thì mua thôi, không cần phải xem giá nha. Em đồng giá hết đó các chị. Rồi, 109 nha các chị nha, 109.000. Màu trắng còn S thôi nha các chị. Rồi ok, cả hai màu còn S luôn. DN49 cả hai màu còn S nha các chị nha. Cái chất này của nhà em là lụa mango ha các chị, kèm họa tiết 3D. Nên chị nào chưa có cái mẫu đầm này mà thích cái chất này thì các chị mình nên mua. Cái form này á là cái dáng là form dạng suông nhưng mà đá a tí xíu, có thể nó sẽ hơi lại phần dưới nha. À, có túi luôn các chị, có túi cho các chị mình luôn nha, đầy đủ hết. Em còn S thôi. Còn một S trắng và hai xanh. Rồi ok, là hết xanh vậy, đang còn một trắng cuối cùng nữa thôi là em sạch sạch xanh mã này luôn. DN49 nha, DN49 nha các chị ha. Chị nào chưa có mã này các chị comment cho em nha. Cái này là các chị thấy là có dây gì nó mới đẹp, thì có những cái đầm các chị mình nên có dây vào nó mới xinh ha các chị, chứ mình mặc mà không có dây hoài thì nó cũng hơi chán ha. Rồi ok, DN49 nha, còn một cái S cuối cùng trắng, comment cho em kèm màu nha các chị, kèm màu mới chút đơn được nha. Rồi lên một cái chiếc áo caro xinh luôn. A01 rồi cái mã này em hơi bị gựng. AO1 xanh, AO1 hồng, để nói trắng lên đó. Lộn, vàng trời, em bị gì vậy ta. Rồi AO1 vàng, AO1 xanh cái chị, mẫu này của nhà em, chị nào chưa có comment cho em nha. Rồi ok, đầm phía sau hết. AO1 vàng, AO1 xanh, như là không có số 0 nha các chị, AO thôi à, rồi số 1 cho em nha. Rồi mẫu này giá 75.000, trời cưng lắm, nhìn đẹp. Vàng còn L, xanh còn S. Rồi vàng còn L, xanh còn S. Vàng còn L, xanh em còn S luôn. Chị nào chưa có mã này các chị comment, thấy là em còn cái nào là em sẽ lên cho các chị mình cái đó nha. Chị nào chưa có mã này các chị mình lên đơn cho em liền, em chốt đơn nha. Rồi vàng còn L, xanh em còn S nha các chị ha. Mẫu này thì là xanh thì 46 cân, vàng thì 56 cân nha các chị, đổ lại cho em mặt đẹp. Có nghĩa là màu vàng á là tầm khoảng từ 40 đến lại nhầm, màu xanh á là S á là từ 40 đến 46, còn màu vàng là em còn từ các chị mình 50 đến 56 cân là mặt đẹp nha. Nha các chị, màu vàng là 50 cân đến 56 cân đổ lại cho em mặt đẹp nha. Ngực dưới 90 là mặc L là màu vàng nè, ngực dưới 80 mặc S màu xanh nha các chị. S còn một màu xanh và vàng còn hai a, vàng còn hai cái size L. AO1 đúng rồi chị, AO1 vàng, xanh là còn S thôi nha chị ơi, không XL chị, xanh là chỉ còn S thôi. Rồi chị nào chưa có xanh các chị comment xanh cho Ngọc nha. Rồi ok hết nha các chị ơi. Chị nào chưa có mã này các chị comment cho em nha. Tiếp tục một cái chiếc đầm. Rồi, một cái chiếc đầm kèm nịt DN10. Đầm này thì rất là lịch sử, vì sao? Em kết hợp vừa có cái phần khuy ở trên, cổ sơ mi, rồi tay dài,
DN10 nha. Em đọc chữ N không có chị mình cứ tự L. DN10 màu hồng, DN10 màu xanh nha các chị. Xanh còn S còn M. Xanh S M. Hồng. Hồng còn S còn M còn X L. Rồi. Hồng còn S còn M còn X L, tức là hồng hết size L. Xanh thì em hết size L X L nha các chị. Rồi nhắc lại, màu hồng là mã sản phẩm dùm cho em là DN10, hồng còn S, M, X, L. Và xanh là em chỉ còn cho các chị mình là S, M thôi, S với lại M nha. Rồi mẫu này thì kèm đai nịt luôn, kèm đai nịt ở phía sau như thế này. Và cái phần này các chị thấy nè, nó rất là dễ may và nó không cần phải, các chị ơi, không phải đục lỗ luôn. Cái này là eo nào cũng vừa luôn và cái chất này nó có độ co giãn nha các chị, co giãn đàn hồi nhẹ nha. Nên chị nào chưa có DN10 bonus cho em kèm cái màu sắc, kèm cho em cái size luôn nha các chị. Xanh là còn SM. Cái mẫu này mặc lên nhìn xuất sắc lắm. Hồng là còn được SM với XL. Hồng còn được nhỉnh hơn size nha các chị. Đây các chị cho mọi người xem thử nè. Phơi bề tay dài, sắn tay thoải mái nha các chị. Lịch sự là ở cái điểm là cái này cũng kết hợp túi luôn các chị ha. Kết hợp kèm túi luôn. Em này của nhà em là chất vải là kaki nhật. Kaki nhật nó có độ đàn hồi nhẹ nè các chị thấy không? Đó. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment nha. DM10 xanh SM, DM10 hồng SM XL nha các chị. 109.000 đồng giá kèm lịch cho các chị mình luôn. Ở phía trên là kèm cái phần khuy cà như thế này lịch sự chưa các chị ha. Nhìn nó kiểu như là cái này mà các chị mình đội, nói chung là cái đầm này các chị mình kết hợp một cái chiếc cối á mà bằng hình chữ nhật có rất là đẹp luôn các chị ha. Mình cầm mình làm phụ kiện rất là xinh. Nhớ kèm cho em chữ DCC. Dạ chị Ngô Bích Tuyền ơi, DN10 chứ phải 40 chị. M10 chị ha. Dạ rồi, DN10 nha các chị. Màu xanh và ga màu hồng. Hồng còn S, M, XL. Cái này nha các chị, S thì là 46 cân và eo dưới 64. Còn M của nhà em là eo dưới 68 các chị ha. XL là eo dưới 76. Còn màu xanh này của nhà em là S với M ha các chị. Xanh là còn S với M, còn màu hồng là còn S, M, XL nha. Chị nào chưa có mã này các chị mình comment cho Ngọc để Ngọc chốt đơn ha. Dạ DN10. Chị Thu Huyền ơi, kèm cho em lượt chia sẻ. Chị Thu Huyền chưa có cho em số điện thoại. Chị Thu Huyền ơi, chị Thu Huyền comment lại kèm số điện thoại ha. Phải comment đầy đủ mã màu size số điện thoại. Ví dụ nha các chị, DN10 xanh size số điện thoại, DN10 hồng size số điện thoại mới chốt đơn cho các chị được. Chị Thu Huyền kèm số điện thoại đi chị ơi. Rồi hồng hết size M. Các chị kèm số điện thoại mới chốt đơn. Nói chung là mấy cái mẫu này lắc nhắc có vài cái à. Chị nào nhanh comment lẹ là có đơn, cả chị nào mà comment chậm là không có đơn ha. Những cái mẫu này hiện tại là các chị mình nhớ nha, bơm này là em sử dụng nút full luôn chứ không có sử dụng dây kéo cho các chị. Và cái phần nút này để thẩm mỹ nữa, ở một điểm là bên em sẽ có kèm một cái phần line đắp lên cái phần nút, tạo cái độ thẩm mỹ cho cái đầm của mình ha các chị ha. Cái chiếc đầm Servin dạ A25 hả chị, cái mẫu đó em hết rồi chị. Rồi hết xanh. Không, chỉ còn rồi hồng chỉ còn S và XL nha các chị. Hồng chỉ còn S và XL nha. Rồi xong mẫu này, mẫu đầm để qua một chiếc áo cho các chị mình nữa nha. Rồi hồng chỉ còn S và XL thôi. S là 46 cân, XL là 60 cân nha các chị. Mẫu này từ 40 đến 46 là mặc S, từ 55 đến 60 mặc XL. Rồi ok, chỉ còn S thôi. Cái chất nó sẽ như thế này nè các chị, nó có độ đàn hồi nhẹ nha. Rồi DM10 chỉ còn S, DM10 ngân nhận XL các chị ơi. Ngân nhận XL nha. Chị Phạm Duyên ơi, mình đổi qua cho em hồng XL được không chị? Em hết, em nhầm, hồng S được không chị? Hồng em còn S nè. Chị Lê Thúy Vinh ơi, mà mình đổi qua cho em hồng S được không chị? Em hết xanh rồi. Chị Mỹ Hoa hết xanh M, chị Mỹ Hoa nha. Rồi em qua mẫu với các chị, để đây các chị ha. Hồng em còn hai cái cuối cùng cho hai chị luôn á. Hai chị mình đặt lại phần bên trên cho hai chị nha. Váy em đang mặc hết chị yêu ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái chiếc đầm đỏ cho các chị mình luôn. Trời ơi cái đầm đỏ này là xuất sắc luôn. Sao cái đầm này, đầm này không có màu. Rồi trời, đầm này cưng quá ta. Đầm này cho chị nào chia sẻ cho em nha. Đây là 35. Ôi 35, đầm này xinh nè. Xinh nè chị, không mua. Thiệt. Chị nào chưa có mẫu này comment cho Ngọc nha. Ôi cái mẫu này cưng nè các chị. Màu cũng đẹp nữa. Rồi cái mẫu này em còn là size gì đây anh Hoàng? Đây nè mùi em còn màu. Chị ơi chị đổ qua cho em hồng được không chị Như Lê? Chị My Sói, ok cảm ơn chị My Sói nhiều nha. Đầm phía sau chị còn hồng S tờ. Em thấy cái chị mày đặt xanh S quá trời, em hết xanh rồi. Dạ hít thấy em không, thấy em nha. Nga Nguyễn chào em nha. DN35 còn SML. Rồi còn SML đi.
DN35 cái chị còn SML. Đầm này thấy cưng lắm luôn á. Mà tại vì cái form này em có rồi, em không có xu được các chị ơi nha. Rồi chị nào chưa các bạn này, các chị mình lên đơn. Form dáng này của nhà em DN35 còn hết, không XL, chị có SML thôi. À các chị, SML, chị ngưng ly jean thôi, kèm màu, kèm size chị, kèm size lẻ lẻ lên chị ơi. Đầm đang cầm là DN35 chứ phải DN10 nha các chị. DN10 em còn ở phía sau còn size S màu hồng thôi nha. DN10 hồng ở phía sau còn size S nha các chị, có kèm banner như thế này luôn. Đầm đang cầm DN35. Đầm xanh hết M. Rồi ok, đầm xanh hết M. Rồi đầm DN35 hết M, còn S với lại CL. Còn S với lại CL nha. Cái chất vải mà ở trong nó dập những cái ô vuông là các chị thấy không? Đẹp dễ sợ luôn á. Rồi bèo bên ngoài nè, S với L, em còn S với L, tranh thủ nhanh tay. Cái mẫu này từ M nhảy lên L vẫn được, có đai nè các chị, có cái phần đai hai bên ha. Rồi chị nào chưa có comment dành cho Ngọc Liền ha. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho em. Ok, hết S luôn. Trời ơi, chị sẽ S mà không, các chị thấy chưa? Cưng lắm. Rồi em còn size L cuối cùng thôi. Eo dưới 72 đẹp luôn, chuẩn form. Đây em sẽ ướm cho các chị xem nha. DN35 nha các chị nào chưa có hợp minh rồi hết luôn. Cái này còn bây giờ em sẽ ra một cái chiếc đầm hoa đổi cho các chị luôn. Ở đây thấy hai cái chiếc đầm hoa này các chị nào chưa có mã này các chị hợp minh nha. Rồi màu đỏ với lại màu trắng nè. Trời ơi, nhìn cái hoa này thấy muốn tết luôn á các chị. Thấy muốn tết luôn các chị. Cái đầm màu hồng mới phía sau còn có hai cái size S cuối cùng, hồi nãy có hai chị mình đặt không có đúng cú pháp á các chị. Mình lên lại giùm cho em đi các chị. DN29 hai không cái này nè. DN10 màu hồng á các chị. Và để thấy có hai chị đặt sai á. Các chị mình đặt lại em cho em nha. Rồi DN35 hết sạch rồi mọi người ơi. Đầm đang cầm DN29 nha. Đỏ và trắng nha. Đợi em xíu, em treo lên cái. Rồi đầm này thì để em báo số lượng các nha. 109.000 đồng giá vô like ngày hôm nay. Khỏi coi giá các chị ơi. Sạch sẽ luôn. Trắng chỉ còn M. Rồi trắng chỉ còn xem M. Đỏ còn SML. Rồi ok, đỏ còn S, M, XL. Trời ơi, cái màu đỏ. Màu trắng em còn size S với lại size M. Đỏ còn S, M và XL. 109.000 đỏ mà với hoa vàng là em nói nhức nách luôn. Mà cộng hoa vàng nhí nữa chứ. Các chị mà cái màu vàng đúng màu vàng của Tết luôn á các chị ha. Rồi mỗi xinh quá. Rồi chị nào chưa có mã này không, mình dùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn cho các chị ha. Đầm đỏ DN29, đầm trắng DN29 nha các chị. Đỏ còn S, M và XL. Trắng còn S với M. 109.000 thôi đồng giá ngày hôm nay nha. Rồi đầm này thì có túi không ta? Đang kiểm tra có túi luôn, nhất nách luôn các chị. Có túi luôn nha. Nhớ comment dùm cho em kèm màu trắng thì eo dưới S là trắng á, thì S thì eo 64, còn M là eo 68 nha các chị. Màu đỏ thì thêm XL thì eo 76 lại cho em. Hết trắng. Rồi hết trắng các chị. Đỏ còn S với lại XL nha các chị. Quần đi chị. Rồi ok, sau mỗi này mình sẽ lựa quần. Rồi đỏ XL. Rồi đỏ còn S thôi các chị. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment cho em nha. Rồi đỏ chỉ còn S thôi, eo dưới 64 ổn luôn. Đẹp lắm các chị ơi, đẹp lắm luôn. Các chị ơi đừng quên nha, DN10 màu hồng ở phía xa còn hai cái cuối cùng size S nè. Kèm tay nịt, chị nào mình đặt hàng comment có túi đầy đủ luôn á các chị ơi. Form này là form nút cài full nha, rất là lịch sự. Chị nào chưa có comment nhìn cho em nha. 109.000 đồng giá, mua được đầm này là quá rẻ luôn á. Còn đầm hoa em đang cầm em còn một cái cuối cùng size S nha các chị. Eo 64 luôn, ngực này dưới 80 thôi nha các chị. Còn cái mẫu phía sau ngực dưới 80, 283 vẫn được S nha các chị ha. Rồi DN29 em màu đỏ size S thôi à chị ơi, các chị ơi nha. Còn đỏ S thôi các chị. Form này rất là dễ mang, nhìn cho em cái phần này nè ha các chị. Đó, thoải mái với mày dễ mặc nha. Rồi ok chị, bây giờ em lên một cái váy hay là một cái quần đi ha. Tại vì nãy giờ chưa có lên á, lên ít quá. Rồi, em còn S đỏ thôi, em đỏ cho chị Hoa Bùi Lệ. Chị Hoa Bùi Lệ chia sẻ cho em đi chị ơi. Màu đỏ còn S thôi các chị ơi, màu trắng hết sạch. Chị Lê Hoài đỏ qua cho em đỏ S được không chị Lê Hoài? Chị Lê Hoài mình đỏ qua cho em đỏ S được không? Đỏ bây giờ hiện tại là em còn đỏ S thôi, là trắng hết sạch rồi chị ơi. Rồi em để cận các chị xem nha, đỏ để không bị nổi, này đỏ đô. Không phải đỏ tươi các chị, đỏ tươi sẽ sáng lắm. Này đỏ đô là cái tông màu nó hài hòa với cái màu hoa luôn á. Rồi màu đỏ là DN29 này còn đúng một size S nha các chị. Rồi ok các chị mình nha, qua mã tiếp theo các chị mình luôn. Để lên quần vẽ là 72 đỏ hết rồi, SS72 rồi đỏ hết. Quần đây các chị, muốn quần em lên quần.
Cái quần này là QSX72. Quần này em chỉ có một màu và chất rất là mát nha. Chất này của nhà em là chất vải, là chất vải linen. Và mẫu này hôm nay em chỉ còn cho các chị mình là mỗi size ít 2-3 cái hả. QSX72 đủ size. Chất đã lắm. Hết size M, chất đã lắm mọi người. Em các chị mình mớ để cho một tờ bao bì luôn á, nó mát lắm. Cực kỳ mát luôn. Rồi, kèm một cái đàn định như thế này nha các chị. Em hết size M nha. QSX72 99.000 quần này nha các chị. 99.000 quần này. Form này tại vì em chưa có là thôi các chị ơi, là một cái là em nói là đi nhất nó luôn, bồng bềnh trước gió luôn. Mẫu này em còn size S, size L và XL nha các chị. 99.000 QSX72 nha. Rồi, chị nào chưa có QSX72 các chị mình lên đơn giúp dùm cho Ngọc nha các chị ha. DN10 em hết màu xanh rồi, lấy hồng cho em được không? Nếu được comment cho em nha các chị, hồng ở phía sau hoặc S thôi nha. Rồi, quần này của nhà em là form quần không có cái phần mảng đai, kèm mình cái phần con đĩa để các chị mình có thể luồn cái phần nhịt vào ha. Đây các chị, rất là dễ mang luôn. QSX72 em còn S, L, XL. 99.000. Đúng rồi, 99.000 thôi các chị. Quần là chỉ có 99.000 thôi các chị ha. Dạ, chị nào mình chưa có mà này comment. Có túi luôn. Có túi cho các chị mình luôn. Quá tuyệt vời luôn các chị yêu của nhà em ơi. Rồi, chị nào chưa có mã này các chị lên đơn cho em nha. Quần thì còn S, L, XL hết size M. Quần hết size M các chị, QSX72. Dạ, chị Nguyễn thì dịu như mình đổ qua cho hai mã DN10 hồng được không? Trời ơi, các chị ơi, đổ hồng cho em được không? Rồi, quần hết L. Quần còn cho các chị mình S, XL. Quần còn size S, XL kèm đai nịt xịn sò như thế này nè các chị. Đó, các chị mình luồn qua, nói chung là đai nịt không có cần phải bấm lỗ gì hết. Các chị mình chỉ cần siết vừa eo mình thôi. Và nó có kèm những cái phần quỷ như thế này cho các chị mình. Đó, để các chị mình có thể là luồn qua luồn lại nha. Mà cái phần khóa chốt như thế này nè các chị, rất là chắc chắn nha các chị mình luôn. Đó, ha. Rồi, chị nào chưa có mã này các chị mình lên đơn cho em liền nha. Còn S với XL, QSX72 các chị nha, 99.000 thôi. Quần chỉ có 99.000. Nên là các chị yên tâm nha các chị ha. Quần chỉ có 99.000 thôi nha. Rồi em còn duy nhất một cái S và hai cái XL. XL thì cái quần này là mong cho các chị dùm cho em nha các chị, 100. Cái quần là quần suông là mong 100 mỗng luôn. Thật ra em mong 94 em mặc S vẫn lọt, nhưng mà em muốn cái cho các chị chắc chắn hơn thì bây giờ mong 100 đổi lại mặc XL nha các chị. Rồi chị nào chưa có comment giùm cho em nha. Chất vải linen giùm cho Ngọc ha. Gấp như thế này nè các chị, cái chị mình đổi là sẽ là bồng bềnh trước gió luôn. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Mẫu này chị nào mình chưa có mã ra các chị comment nha. Hồi nãy giờ thấy rất là nhiều chị mình đặt DN10 nhưng lại không có đổ qua cho em màu hồng. Các chị ơi, các chị mình có ôm màu hồng mã DN10 này comment cho em nha. Em còn duy nhất hai cái màu hồng nữa thôi là em hết. Em còn duy nhất hai cái màu hồng là em hết luôn á. Chị nào chưa có mã DN10 comment cho Ngọc để Ngọc chốt đơn ha. DN10 nha các chị, em sẽ chốt đơn cho các chị mình mức giá trong live ngày hôm nay luôn. Dạ, thấy chị Hồng chị Hồng Điệp nè chị ơi. Rồi DN10 màu hồng em còn S thôi nha các chị, còn chỉ là size S thôi, em hết XL rồi. Rồi ok các chị mình nha, em chốt lại quần là QSX72. Quần là QSX72 nha các chị. Quần này của nhà em là còn size S và XL. Rồi, 99.000 thôi nha. Quần chỉ có 99.000, em qua mẫu tiếp theo. Rồi, một cái mẫu áo nha. Ok, áo tiếp theo. Áo này là nó kèm một cái phần dây cho các chị một nơ ở phía trước, mặt này là dây rồi. Kèm một cái phần dây thắt cái phần cổ. ASX80 màu kem xuất sắc chưa? Các chị, mẫu này của nhà em nè. Thay vì là em mai nó liền mạch cái phần cổ đúng không các chị, thì cái này em sẽ mai là đứt đoạn tới đây để em sẽ kèm một cái phần cổ này và viền chỉ nổi màu đen nha các chị mình ha. Mình kèm một cái phần đường viền chỉ nổi màu đen nha các chị. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment cho em. Trời ơi, chạy Ngọc nè, 75.000 áo này là quá rẻ luôn á các chị. 75.000 áo này là quá rẻ các chị ha. ASX82 ASX80 còn S và XL. Lên chân váy đi em, xong cái này em lên chân váy liền cho người đẹp luôn. Đợi em xíu nha. Rồi, mẫu áo này nó có kèm cái dây rờ nên là em để đây cho các chị mình dễ hình dung nha. ASX80 các chị ơi, ASX80 nha. Chị chia sẻ một lần hội nhóm hoặc là trang cá nhân cũng được nữa nàng, nhưng mà nàng chia sẻ càng nhiều càng tốt, cảm ơn nàng nha. Rồi, nhưng mà phải bật chế độ công khai nha nàng nha. Dạ, mặc vừa size M mà hết size M xui luôn. Dạ chị Trang ơi, đợi em xíu đi, em tìm ở nào có size M em gọi tên chị Trang nha. Dạ ASX80 nha chị. Cái mẫu này bây giờ hiện tại là em còn cho các chị mình là size S với lại size L, size S với lại XL. Vậy là em hết size L rồi các chị ơi. Rồi ok, hết luôn nha các chị. Chị nào chưa có mấy này comment rồi, sẵn tỉnh lên cái chân váy này luôn. Đây,
nhiều chị hỏi chân váy ha, anh đưa cái chân váy bản này cho các chị mình. Chị nào chưa có chân váy thì comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. Đầm size L eo bao nhiêu? Dạ 72 á chị, hồng tươi 72 đổ xuống. Rồi, VSX 79. Còn SM. Rồi còn SM màu xanh đen có một màu, có một màu các chị không có cần phải kèm màu nha. VSX 79 còn S với lại M. Cái này em đang cầm là S này các chị thì là eo 64, còn em M cho em là eo 68 nha các chị. Cái phần này là cái phần bản đai nhỏ thôi à. Thấy các chị thấy nè, ngồi sẽ bự như thế này ha, nhưng mà này là nhỏ thôi, mặc lên rất là tôn eo và đặc biệt cực kỳ là tôn eo, bởi vì cái bản này em lên các chị mình rất là to nè, cỡ gan mấy tay luôn ha các chị ha. Rồi chị nào mình chưa có mã này các chị mình lên đơn ha. VSX dùm cho em 79. Váy đang mặc hết rồi chị ơi. Ok chị, ra nhiều đầm hoa nữa hả? Rồi ok, để em sẽ lên cho các chị mình nha. Rồi mẫu này là VSX 79 nha các chị, màu xanh còn S và M. Màu xanh đang cầm của S và M. Các chị biết tại sao mà em lên phần trên phẳng, phần dưới xếp ly không? Bởi vì khi mà các chị mặc lên nhìn em các chị mình nhỏ lắm, mà có 75.000 thôi. Thật sự bây giờ mà em còn giới thiệu là tiếng hồi hết sạch đó. Nên là các chị mình đang xem livestream đặt liền cho Ngọc nha. Cái phần này rất là xinh, màu xanh đen nó dễ mang nữa. Trời ơi cảm ơn chị chị Tài xin lo nha. Cái mẫu đầm ở phía sau các chị DN mùa hồi nãy giờ em thấy rất là nhiều chị đặt màu xanh mà em hết xanh rồi các chị. Em chỉ còn màu hồng S thôi à nha. Rồi mẫu này chân váy là VSX 79 nha các chị. V rồi hết M còn S, còn S nha các chị ha. Dạ đầm đen mặt hiện tại em hết sạch nha chị yêu ơi, để em kiếm cái đầm hoa ra nữa cho mình nha chị ha. Rồi mẫu chân váy này chị nào chưa có comment cho Ngọc nha. S là eo 64, em đang cầm S luôn á các chị. M là eo 68 nha các chị. Form này dễ mang, chất cho em là KT Nhật nha các chị ơi. Mẫu này rất là thoải mái và cái chất này các chị thấy nè, nó sẽ không phải là khó chịu quá cho các chị. Mình vải mềm nha các chị, mình vải mềm dễ chịu nha. Chị nào chưa có nhanh tay, ở bên trong có lót luôn. À ở bên trong không có lót các chị. Form này thì bên trong không có lót nha các chị nha. Và cái mẫu này không có túi luôn, nên là cái mẫu này các chị mình kết hợp cho em. Tại cái này nó nằm trong một cái set đồ của các chị. Mà em hết áo của nó rồi. VSX 79 em còn S với lại xem M. Còn S thôi các chị ha. Dạ được chị. Chị Thương Châu ơi, 47kg mà chị cao 1m55 trở lên thì mặc S đẹp, còn nếu mà chị cao dưới 1m55 thì mặc M, mà em hết M rồi nha. Lên chân váy tiếp đi chị. Rồi ok đây, các chị ơi em còn S thôi nha. Ok, chân váy đang cầm còn S nha các chị. Chị nào chưa có mã này các chị comment cho em ha. Còn một cái nữa thôi là hết sạch luôn nha. Chân váy đang cầm còn một cái S nên là hết sạch. VSX 79 nha. 75.000 thôi. Dạ đầm mở phía sau nè, chị nào mình chưa có nhớ lưu ý nha. Nãy giờ có rất là nhiều chị hỏi đầm này. DN10 màu hồng em còn duy nhất hai cái set cuối cùng nha. 109. Chị nào chưa có các chị mình không mời cho Ngọc để Ngọc chốt đơn luôn nha các chị. Nhớ đừng quên là chia sẻ livestream nha. Rồi áo này. Áo này có hai màu. Rồi áo trắng và áo đen. EV89 các chị. Em này thì là một cái form áo siêu đẹp rồi các chị. Vừa có bèo, vừa kết hợp tay phồng mà phồng chuẩn luôn các chị. Gấp cái phần line như thế này. Rồi màu đen, màu trắng nha. Chị nào chưa có mã này các chị comment cho Ngọc nha. DN7778 không lên nha chị ơi. Dạ rồi, mẫu này chị nào chưa có nó comment cho Ngọc nha các chị. Màu trắng nha các chị. Thời điểm này là thời điểm các chị săn hàng là siêu dễ luôn á. Mà đặc biệt là toàn là sang những cái mẫu giá rẻ không, những cái mã này. Dạ hết rồi chị ơi, hết tầm đang mặc chị nha. DN10 em chỉ còn hồng S thôi nha chị, em hết XL rồi. Cái đầm mà sơ mi ở phía sau màu hồng DN10 chỉ còn S thôi, còn hai cái chiếc cuối cùng thôi. D còn S M XL. Trắng còn L XL. Rồi, mẫu mẫu này của nhà em á chị, đen còn S M XL. Trắng còn SM. Rồi thấy bạn đổ chút nha em ơi, chị thấy em nè. Dạ mẫu này chị nào mình chưa có các chị comment cho Ngọc nha. Chắc tại em đặt bị sao quá em ơi, tại vì đôi khi ở bên em thấy trước mà bên chị thấy chị em là sao nha bé nha. Rồi mẫu sản phẩm này chị nào chưa có comment cho em nha các chị ha. Chia sẻ livestream nha các chị, đừng quên là comment đầy đủ nha. AV89 màu trắng còn SM, AV89 đen còn SM XL nha. 75.000 áo này. Form áo này màu đen, nếu mà các chị muốn giấu dáng á lấy màu đen cho em đi. Màu đen đẹp lắm các chị. Form đen xinh nhìn lạ và đặc biệt có thể kết hợp với những cái mẫu đồ các chị mình như là những cái form quần màu. Màu trắng cũng vậy luôn, cái này trắng trơn các chị.
ha. Tại vì cái này nếu mà em kết hợp mà tay đen không đẹp cho các chị nhìn nó không xinh. Rồi, chị nào chưa có mã này comment giùm cho Ngọc nha. Mã sản phẩm giùm cho Ngọc là mã AV89 trắng còn SM, đen còn SMXL cho các chị. Chỉ có trong live ngày hôm nay 75.000 thôi nha. Chỉ có trong live này thôi nha các chị. Còn ngoài live là sẽ không bao giờ có giá này, bởi vì hôm nay cái mẫu này có 1-2 chiếc. Em nghĩ là sẽ hết sạch trong live luôn. Rồi, trắng còn SVM, S ngực dưới 80, M ngực dưới 85, còn màu đen thì SM với là XL nha các chị. Màu đen thì em hết size L. Ngọc ơi, chị xin mã đầm em đang mặc. Đầm đang mặc hết rồi chị Anna. Chị Anna ơi, em hết mặc đầm đang mặc trên người. AV 89 màu đen còn SMXL và màu trắng còn S với lại M thôi nha. Chị nào chưa có mã này các chị mình comment cho Ngọc liền ha. Quá tuyệt vời các chị ơi. Nhớ lưu ý là chia sẻ livestream nha các chị. Comment đầy đủ em chốt cho các chị một cái rụp luôn. Chốt nhẹ nhàng nha các chị luôn. Chị ơi thấy em không? Thấy bạn Nero Simi nha, thấy em ơi. Rồi sau mỗi này đang đầm nha các chị. Ok các chị mình ha. Rồi nhắc lại nha. Cái nào ở phía sau còn gì nào mình đặt đúng không các chị? Nếu mà còn gì nào mình đặt comment cho em nha. Mã đầm này là mã DN10, em còn hai cái size S nha, được tặng kèm đai nịt như thế này luôn. 109.000 đồng giá dành cho em, có túi đầy đủ các chị ơi. Rồi chị nào chưa có đầm này comment, nhớ comment cho em màu hồng nha. DN10 kèm màu hồng kèm size. Rồi chân váy xanh hết nha các chị ơi. Còn cái quần này nè các chị, 99.000 thôi, chất vải là linen. Cái quần này á thì bây giờ hiện tại là em còn size S và size XL, 99.000. Rất là mát nha, cái này em chưa ủi đâu. Các chị, tại cái vải linen thì các chị biết sao các chị, nó sẽ làm mát lắm nhưng mà cái yếu điểm của em này là sẽ là hơi nhăn. Nên là các chị mình nên là trước khi mặc nha các chị ha. Mà cái này là các chị thấy là mặc nó mát cực kỳ, không bị mỏng nha. 99.000 quần này, chị nào chưa có comment kèm đai nịt nha. QSX này 72 QSX 72 các chị nha. Còn S eo dưới 64 và XL eo dưới 76 cho em nha các chị. Mông dưới 100 đổ lại mặt đẹp XL đó các chị. Còn size S thì là mông dưới 90 80 90. Rồi áo này một lần cuối nha các chị nha. Áo này của nhà em làm đen hết. Rồi ok, đen hết luôn. AV 89 màu trắng còn S với M. Rồi trắng hết rồi. Trắng còn XL. Rồi trắng chỉ còn... Ủa, nãy trắng là gọi là XL hả? Rồi à, rồi vậy là trắng em chỉ có XL thôi nha các chị. Quần đẹp lắm mà mình mua, quần đẹp lắm mình mua hai cái rồi hả chị? Trời ơi, cảm ơn chị nhiều nha. Chị nào đây ạ? Chị Tiên Tiên nè. Dạ DM. Dạ chị Tiên Trần ơi, cái mẫu đầm ở phía sau màu hồng không có M, chỉ có S thôi. Rồi bây giờ áo này em chỉ còn size XL thôi. Rồi chị nào chưa có áo này comment cho Ngọc nha. Áo này chỉ còn một cái XL màu trắng. Rồi ok hết luôn. Rồi trời ơi cái màu, ủa cái mẫu đầm này các chị ơi, quá là đẹp luôn. Đầm này mà mua được với giá 109 là em nói các chị ơi thua luôn á. Thua nhiêu cũng chịu á. Đầm này của nhà em là chất tầm gân nha các chị. Rồi đây, DN31 màu đỏ đô. Cái này là đúng chuẩn là màu đỏ, đỏ màu đỏ cherry á. Còn đây là màu trắng. DN31 đầm đi tiệc đẹp lắm nha. Có bao chun phần cầu vai nữa. Các chị mình nó không sợ rớt đâu. Trắng còn ép. DN31 phía sau dây kéo trắng còn SL, trắng còn SL, cái này có túi. Rồi màu đỏ còn, màu đỏ không, màu đỏ còn L, màu đỏ mà chị nghĩ tưởng màu rêu. Màu đỏ còn L. Dạ trời, mẫu này xinh quá nè chị yêu ơi, lên đơn cho em liền. Màu trắng còn SL, XL, đỏ còn size L. Trời ơi, nhanh tay liền các chị ơi, còn size lớn nha. Chuẩn bị tinh thần, cước, bình cước, cớp, bi bát, thông tin của mình trước. Mẫu nào ra đẹp, có size, Ngọc đọc size gì, comment cho em liền nha các chị ha. Rồi đầm này, nhìn cho em cái chất nè. Rồi đỏ hết luôn. Màu màu trắng, trắng còn SLXL, cái chất dùm cho em nè, các chị thấy màu trắng thấy được không ta? SLXL, các chị thấy ha. Rồi trắng còn SXL. SL64, XL sẽ L76. Cái vòng tay cũng đẹp nữa này, mọi người nhớ săn săn lên trang em nha. Rồi trắng XL. Ủa cái phần cầu vai thế này nè. Nói chung là chất này, nói chung là cái mẫu này các chị mình nên mua. Nó đẹp lắm, nó đẹp từ chất đến form luôn. Rồi em còn một cái XL cuối cùng, đầm trắng đang mặc trên người, đồng giá 109 nha. Rồi ok hết luôn các chị ơi. Rồi tiếp tục cho em cái đầm hoa này đi. Đầm nhập hoa, trời đầm này quá xinh luôn. N42 DN đúng không? DN42 xanh, DN42 đoàn
Chỗ cái màu đen này các chị mình nhìn giùm cho em nè. Cái màu đen này nhìn cái họa tiết cho em nè, xinh quá các chị thấy không? Đó là cái vân hoa hồng quá đẹp luôn rồi, có 109, tầm này 109 là thua. Đây là 42. Đẹp quá. Màu L XL. Đen N42. M L XL. Xanh M L XL. Xanh M L XL. Đen S L. Rồi ok. Mẫu này của nhà em này các chị, DN31 các chị ha. 42. DN42. Màu đen em còn S với L. Còn màu xanh em còn size M, size L, XL, tức là xanh hết S nha các chị. Trời ơi cái mẫu này các chị mình nên mua liền nha. Cái họa tiết giùm cho em đã này là dập nổi nha các chị ha. Dập nhưng mà phải là cánh hoa hồng như thế này ha. Form cổ cho em là cổ chữ U, cổ này không có bị rộng đâu. Em này mặc các chị mặc đi ăn tất niên, đi tết tiệc tùng rồi rất đẹp. Xanh hết L. Xanh hết size L, xanh còn M. Xanh hết M. Rồi xanh hết ML, xanh còn XL. Đầm này đồ chốt bán chạy lắm các chị, nay còn có một hai cái à. Dạ. Dạ, nhắn tin đầu tiên mà không thấy chốt. Dạ. Em mua hàng bao chỗ nào cũng vậy đúng không các chị? Em mua hàng nha, nói chị ơi, em nhắn tin đầu tiên nhưng tí hồi mấy bà chốt ra, mấy bà chốt cho em là dưới cuối á. Tại vì do cái hệ thống bên có nghĩa là khi mà bên em nhận ai trước em sẽ hỗ trợ người đó trước nha các chị. Chứ em nói chung là hệ thống chính xác nhất á các chị. Đôi khi mình thấy là đôi khi không phải chính xác nữa. Dạ các chị. Rồi đen chỉ còn S thôi. Xanh chỉ còn XL. Đen còn S, xanh XL, DN42 nha các chị. Rồi rồi xanh hết luôn, còn đen S eo 65, 64, 65 đổ lại. Em này là không có dùng bảng ra eo đúng không các chị, là kiểu mà chích bê như thế này nè, mặc lên đẹp lắm. Tại đây ở đây nó đèn hơi chá màu đen, các chị mình nhìn thấy được cái vân của nó thôi, chứ cái màu đen ngoài đẹp lắm á nha. Đó các chị thấy chưa. Rồi phần tay là em kết hợp chun nha, mà chun lên nhìn là các chị thẳng tăm tắp luôn, đẹp kinh khủng. Mẫu này chị nào mà không lấy là tiếc, chị nào xét mà không lấy là tiếc luôn ha các chị. DN42 đen S, số điện thoại có đơn. DN42 đen S, số điện thoại có đơn các chị ha. Chị nào chưa có mã này các chị mình comment cho Trang Ngọc nha. Đầm mẫu mặc hết rồi chị ơi. Rồi chị nào chưa có đầm đen comment cho Trang Ngọc nha các chị ha. Đừng quên là chia sẻ cho Trang Ngọc nha. Rồi đừng quên là chia sẻ livestream giúp cho Trang Ngọc nha các chị yêu của nhà em nha. Màu đen chỉ còn một duy nhất, màu xanh S cuối cùng nha các chị. DN42 không mua đó là tiếc luôn. 109.000 đồng giá đấy các chị mình. Rồi bây giờ lên một chiếc áo đi. Chị nào chưa có bạn này các chị cũng nên ảo này có đen nè. Đây nó có đen như gì đó. Rồi, okay. Đen trắng. Rồi chị Tiên Tiên ơi, em chốt theo số lượng, nếu mà chị không chắc là thì chị đừng lên cú pháp giúp em nha. Đúng rồi các chị ơi, cái này các chị phải chắc giùm em nha các chị. Các chị đặt, cái chị đặt xong rồi các chị hủy, cái chị đặt xong rồi các chị hủy, không những cái chị mà người ta cần mua cái người ta không có đơn đó các chị. Cái đôi khi nếu dụ như em đây các chị, em mà bây giờ các chị mình đặt mà không chốt cho em, chốt cho người khác rồi tí hồi chốt lại cho mình, các chị mình có đồng ý không? Sợ nhưng chị khách không đồng ý đó, nên là chị Tiên ơi, chị Tiên có đặt hàng chị Tiên chốt chắc nha. Chị đặt xong tí hồi chị xuống chị hủy là em không có chút đơn cho chị nữa đâu nha. Rồi bây giờ tại vì em đang xe rồng giá mà các chị, thiệt chứ mình thường mà các chị yêu của nhà em mà mình làm vậy hoài là các chị khách không bao giờ ta mua được luôn á. Rồi dạ rồi mẫu này của nhà em là các chị, à bên em không có gọi điện chị, bên em là nói chung là hy hữu lắm, nói chung là miễn sao các chị mình nhận được cái số điện thoại của bên em gọi á thì đôi khi sẽ có một số chị nhận được cuộc gọi của bên em 0707717803, đó là số của bên em á các chị ha. Còn nếu mà ngoài cái đó ra là không có còn số nào nữa hết á. Rồi các chị đây, rồi mẫu áo này của nhà em ASX76 các chị, ASX76 các chị yêu của nhà em nha. Chị nào chưa có mã này các chị comment nha. DN42 còn cái đen cuối cùng, có chị nào lấy luôn không các chị? DN42 đẹp lắm. Đầm đã mua được 109 ngay là các chị mình ơn trời luôn á các chị. Rồi mẫu áo này của nhà em là ASX76 các chị ha. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment trắng và đen, chỗ đen mua luôn các chị, đen mà không thấy nó luôn á. Nhưng mà em công nhận là cái phần nơ làm cưng lắm nè các chị. Cái này em đang cột buộc kiểu như là sơ sơ nha, các chị mình buộc đẹp nữa là đẹp lắm. Rồi ok, đầm đen hết rồi các chị ha, đây là 42 hết. Đầm áo đang cầm là ASX76. Áo đang cầm là ASX76, đem báo size các chị Dương Dương ơi, đem báo size còn size của mình không nha. ASX76. Trắng đen.
Đợi mát sai cái đợi xíu cái chị. AS 76. Đen hết mờ. Em hết rồi chị Nguyễn Quốc Anh ơi. Nguyễn Quốc Anh ơi. Rồi, DN31 hả chị? Rồi trắng đủ size. ASX76 các chị ha. Đen em hết mờ, trắng đủ size. Chất này là chất vải show linen. Đây là các chị nhé. Rồi chị nào chưa có mặt đây comment, cho nên là đặc tính của em này là rất là mát, dễ chịu, thoải mái, dễ mang, dễ mặc, nhưng mà có cái là hơi bị nhăn xíu thôi các chị ha, nhưng mà mặc rất là thích, 75.000. Rồi chị nào chưa có mặt đây các chị comment nha. Dạ chị, cái chị ơi, cái mẫu nằm ở phía sau DN10, cái mã đầu tiên đó các chị, cái mã đang trên sàn đầu tiên nè, là chỉ còn S thôi à. Mà nãy giờ em thấy cái chị mình đặt xanh nhiều quá, em hết xanh từ ban đầu rồi nha. Dạ quần xanh sao còn, à eo 60 là 68. Size 68 là eo hay sao chị, hay là cân nặng hay sao chị, comment cụ thể cho em biết nha. Quần ở phía sau em còn size các chị mình là S và XL ở chị. Cho em hỏi là mình có vòng eo bao nhiêu để em tư vấn cho mình nha. Rồi áo này là AS76 màu đen em hết size XL, à màu đen em hết M, màu trắng em còn full size. Nha các chị, trắng còn full size. AS76 full size, mỗi size còn lẫm chởm có 1-2 cái à. Em còn 1S, 1M, 2L và 1XL là em hết trắng luôn nha. Chất vải show linen. AS76 các chị ha. Dạ đầm đó em hết, đầm 42 em hết rồi các chị. Em chỉ còn có đầm ở phía sau DN10. Chị nào chưa có DN10 các chị comment nha. Màu đen thì em cái màu đen này nè các chị kết hợp chung với chân váy slip ly hay là những cái dáng quần suông nâu xanh rất là đẹp nha. Cái mẫu này nè các chị. Đó. Tại vì cái form này em thiết kế theo kiểu mà Hàn Quốc các chị ha. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho em nha. Màu đen còn S, L, XL, màu trắng còn đủ size ha các chị. ASX76 trắng, AS76 màu đen. Phần tay giùm chị em nè các chị, là phần tay có kèm nút cài và bảng lay nhỏ như thế này, bảng lay vừa như thế này. À nếu mà eo 68 là mặc M người đẹp ơi. Nếu mà eo 68 mặc M là em hết size của mình quần này rồi. Quần này là mã QS72. QS72 này em còn S và XL và chỉ có 99.000 thôi. Chất vải cho em linen, mà bây giờ em chỉ còn size S với M, à XL thôi nha chị. S là eo 64, XL là eo 76 giùm chị em là sẽ mặc đẹp nha. Dạ, rồi đầm này là DN10 màu hồng còn S, nhớ kèm màu cho em. DN10 109.000 nha. Hồi nãy giờ rất là nhiều chị đặt mà bị hụt đơn, chị nào mình đặt mà bị hụt đơn các chị mình comment lại nha. Nhớ comment đầy đủ và kèm cho em được chia sẻ. Áo đen cầm là AS76 các chị ha. Rồi áo đen cầm trên tay là màu trắng còn đủ size, màu đen em hết M nha. Dạ, chị nào mình chưa có các chị mình comment cho Ngọc nha. Chị Trần Trang Dung ơi, DN10 em còn màu hồng S được không chị? Nếu được comment cho em nha. Rồi, mã, màu, size, số điện thoại với đang mặc hết chị Hằng mua ơi. Chị nằm chưa có mã này các chị mình lên đơn cho em liền ha các chị. Màu trắng và ga màu đen nha các chị. Trắng và ga màu đen thoải mái, dễ mang, dễ mặc vô cùng luôn. Với lại cái mẫu này các chị mình có thể mặc chung với quần jean được nha các chị. Đóng sơ mi hay là thả bên ngoài đều được hết, rất là dễ mang. Rồi tranh thủ lên đơn phần bên này đủ cho Ngọc nha. ASX76. ASX76 là cái áo ở phía sau. Ok chị Bảo Ngọc Phạm. Dạ cái đầm hồng cưng lắm mọi người, em còn một cái nữa. Rồi chị Bảo Ngọc cho một cái đẹp còn cái nữa nha. Chị nào chưa có mã đầm này các chị comment nha. DN10 hồng S. Cái này nó vừa có túi nè các chị, nó vừa có túi nè. Chất nó có độ co giãn nhẹ nè. Dạ váy đen mặc hết chị Hằng Muôn ơi. Rồi ok áo đen hết S luôn. Vậy là áo đen em đang áo đen AS76 em hết S hết M, màu trắng còn đủ size các chị ha. Dạ chị Jenny Đinh ơi, kèm cho em số điện thoại mới chốt mò. À màu đen em hết S rồi chị, đổ qua cho em màu trắng luôn không chị Jenny ơi. Đây màu đen chị còn S với lại còn size LXL thôi, màu trắng này em còn đủ size nha. Dạ ok chị, xong cái này em lên đầm tiếp cho mình đó chị. Chị Kim Thục ơi, áo trắng hết M. Chị Kim Thục ơi, em hết M trắng các bạn, em hết M màu hồng của mã DN10 đó chị. Dạ từ ngày mà đổi cách chốt tin nhắn là mình không nhận được gì luôn. Dạ không phải đâu chị, tại vì mình đặt không được chứ không phải là đổi cách thức đâu chị. Tại vì á ai đặt cũng được á, nó quan trọng là các chị mình đặt comment chính xác. Với lại trong những cái like bình thường em like các chị mình đúng cứ khung giờ mỗi ngày á thì nó sẽ là nó có số lượng, còn cái mẫu này là nó sẽ có ít tới các chị, nên là các chị mình đặt không đúng cú pháp sau có đơn, hoặc là chị đã có hủy bên nhà em, hay là mình có vấn đề gì đó hai chị yêu ơi, chứ sao mình đặt không được. Đen hết rồi, vậy là đen còn một XL cuối cùng.
đen còn một size 60 cân và ngực dưới 95 nha các chị. Màu trắng em còn SL, XL, trắng XM nha các chị. ASX 76 trắng XM, trắng XM. Rồi cái đầm hồng phía sau không có size XL các chị ơi, đầm DNM chỉ còn S thôi nha các chị. Dạ, chỉ còn S thôi. Lên chương váy đi chị. Rồi ok, bây giờ nhắc lại nha. Áo đen mà cầm trên tay các chị mình là màu trắng em còn SL, XL, đen em còn S nha các chị. Đen còn XL nha các chị nha. 75 ngàn trong live ngày hôm nay nha. Rồi em lên cho các chị mình là rồi lên tiếp tục mã quần QSX74. Đây là form bản quần, kiểu như là dạng quần cặp siêu cao luôn á các chị. QSX74 ha các chị. Rồi chị nào chưa có mã quần này comment cho Ngọc nha. QSX74 nha các chị ơi. Mẫu quần này 99 ngàn. Rồi quần này là 99k. Chị nào chưa có quần này comment giùm cho em liền nha. QSX74. Thấy em không ạ? Thấy em nha Tiên ơi. Rồi QSX74 nha. Form dáng dễ mang, form suông. Rồi SM, XL em hết size L cho mã quần này nha. QSX74. Áo hồng phía sau bao nhiêu vậy Ngọc? Dạ đầm hồng á chị, chứ không phải áo hồng. Đầm hồng là 109.000 đồng giá chị ơi, còn S thôi à chị. DN10, DN10 nha. Rồi chị nào mình đặt quần này các chị comment cho Ngọc nha. Quần này thì em hết size L, em còn S, M và XL. 99.000. Quần là 99.000 nha các chị. Đó bây giờ em lên quần, các chị không lên quần là buồn lắm nha. Chị Tiên Hương Lâm ơi, đầm nam chỉ còn S thôi nha chị, hết M rồi. Rồi ok, quần em còn SM, quần còn SM. Cái form này các chị thấy nè, cái phần lưng nè, cái phần lưng và cái phần đáy nè rất là cao. Em nghĩ cái này là tầm khoảng 3 gang tay luôn á các chị. Rất là cao, là mặc lên hách mông lắm luôn á. Dạ đúng rồi. Áo trắng là mã gì vậy chị? Áo trắng là ASX76 nha em ơi, chị hết M, mới qua thích thì luôn á. Đây, áo trắng này là ASX76 nha, 75.000 thôi đồng giá. Màu trắng em còn SL, XL và màu đen chỉ có XL thôi nha. Đồng giá 75.000, chị nào chưa có mẫu này comment cho Ngọc nha. Các chị ơi, các chị mình cho em được chia sẻ được không các chị? Để tăng lên cái người xem, các chị mình mua hàng nó nhanh hơn các chị. Đầm đen mặc hết chị ơi. Rồi, quần là QSX74, quần là QSX74 nha các chị. Quần này hiện tại bây giờ em chỉ còn size FM, hot L, XL nha. Còn FM nha các chị thôi. Dạ, chị nào chưa có mã này các chị comment cho Ngọc nha. QSX74 nha các chị, comment đầy đủ chia sẻ chính xác nha. Dạ hết rồi chị Yến Nguyễn ơi. Dạ, mẫu này chị nào chưa có lên đơn. Cái này là các chị thật ra điểm dừng là tới đây thôi nè. Tất cả cái phần này thôi các chị. Mà em cố tình lên một cái bảng to như thế này cho mình nè. Rồi kèm cái phần như thế này, kiểu là dạng yếm nha các chị mình luôn á, quần yếm á các chị ha. Hết size rồi chị, đúng rồi. Cho nên là chị nào mình chưa có mã mẫu, cái mẫu nào mà còn size hoặc mà còn size với các chị mình hay mặc bên nhà em thì các chị mình nên mua liền. Hôm nay quần đồng giá 99.000, chân váy và áo đồng giá 75 và đầm đồng giá là 109.000, tất cả các mẫu đầm luôn. À các chị ha. Rồi, được chốt là có tin nhắn báo hạ shop, đúng rồi chị Thanh ơi. Chị Thanh Hoài ơi, đúng rồi chị. Rồi QSX74 màu đen còn FM thôi. Dạ kèm giùm cho em cái size nha các chị. Thấy em không Ngọc ơi? Ơi, thấy Hạnh, bạn Hạnh Trương nè, thấy em nha. Tại vì nãy giờ Ngọc đâu có cầm điện thoại đâu các chị. Ngọc nhìn nó trên đây không mà các chị ha. Hết rồi chị Hoàng Phạm ơi, em hết sạch từ ban đầu rồi. Rồi quần này có chị nào mình đặt nữa comment dán xuông. Trời ơi, cái quần này em mặc rất là thoải mái, là cho nên là các chị mình yên tâm, chị nào có nhà em đùi to mặc thoải mái luôn. Form quần này em nghĩ là tầm khoảng cái vòng đùi này em nghĩ là trước sau 30 các chị, tầm khoảng là 60 các chị mình luôn ha, nguyên vòng á ha, 30 trước 30 sau ha. Chị nào chưa có mã này comment nha. Em hỡi XL, quần có FM thôi, quần chỉ nhận FM không nhận size khác nha các chị. Em hết size lớn rồi, S thì là em 64, còn em M là em 68 nha các chị. Cái này là mông, mông này thì thoải mái luôn, cái này là form suông. Thì cái này mông của S là 95, 94 nè các chị, em mông 94. Rồi ok, quần còn S thôi nha các chị nha. Rồi quần chỉ còn 2 cái S cuối cùng luôn. Quần còn 2 chiếc size S cuối cùng, QSX74 còn 2 cái size S nữa là em hết luôn nha. Dạ. Sáng giờ chị chốt mà không thấy tin nhắn nào. Nếu mà không thấy tin nhắn là không có đơn đó chị đẹp ơi. Chị em xin cuốn pháp chốt đơn với ạ. Mã màu, size, số điện thoại nha em ơi. Còn cái giá tiền là đồng giá phía dưới hết hả? Rồi đồng giá phía dưới nha các chị ơi. Rồi tiếp tục dùng cho em luôn. 3 màu, của 3 màu. DN01. Rồi DN01 3 màu. DN01 3 màu. Vàng, đen, trắng.
Rồi DN01 các chị ơi, chị nào chưa có mã sản phẩm này các chị comment nha. Cái này thì là cái chất vải là KT Hàn. Em này á, nhìn giùm cho Ngọc nha, nó có hai cái vòng dây ở đây. Đắp chéo qua, đắp chéo lại. Rồi các chị hãy buộc phía sau là đúng cái phơn của nó, chứ không phải là em sửa dây dài như thế này đâu các chị nha. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc nha. Lên váy đi em, đây chị. Em à chiếc váy á chị, đợi em xíu. Đen còn XML. Rồi đen còn XML. Quần ở phía sau còn size S đó chị. Dạ còn. Trắng còn L, XL. Trắng còn L, XL. Đen XML, trắng là XL. Vàng còn M, còn XL. M, XL. Vàng còn M, XL nha các chị. Màu đen còn XML. Và trắng còn size L, XL. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment giùm cho em nha. Cái này là chất vải KT Hàn. Dạ. Chị Trần Văn Thương ơi, chị có hỏi gì vậy ta? Em không thấy câu hỏi của mình. À, chị hỏi là chị hỏi cái gì, đơn chị Hồng Lan là sao ta? Rồi, chị nào chưa có DN01 comment cho em. Trắng còn size LXL, vàng còn MXL, đen còn SML. Rồi chị nào chưa có comment cho em DN01 nha. Dạ, DN01 em nhắc lại nha các chị, có trắng, có vàng, có đen, chất KT Hàn. Em này thì em mặc sẽ là qua gối luôn á. Đúng rồi, qua gối luôn các chị, phơm dáng xòe. Cái này nó không có bồng bềnh nha các chị, chất KT nó không có bồng bềnh đâu, nhưng mà được cái nó rất là đúng phơm. Khi mà các chị mình muốn nó xòe tùng ra nó sẽ đúng nguyên cái phơm đó. Và khi mặc các chị nhớ đắp chéo qua đắp chéo lại nha, chứ không phải là cái dây mình kéo thẳng ra sao, nó sẽ rất là dài nha các chị. Màu trắng em còn được size L, XL nè các chị. Màu vàng em còn được nhỉnh cũng vậy luôn, cũng hai size M, M, XL. Màu đen được nhỉnh hơn xíu là còn SML ha các chị. Chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc liền ha. DN01 đồng giá 109.000 nha các chị ha. DN01 đồng giá 109.000. Dạ, DN01 chị Lê Thị Phương kèm giùm cho em cái mã chính xác chị nha. Phải comment đúng chính xác, comment chữ không được, comment số không sự còn cũng không được các chị ha. DN01 nha các chị. Chị nào chưa có các chị mình lên đơn nha. Trắng còn LXL, vàng còn size MXL và đen còn size SML. Hồi nãy các chị là hỏi quần ở phía sau còn S không? Dạ còn. QXX72. Quần này là còn S và XL, đồng giá 99.000 quần ngày hôm nay trong live này. Và các chị em có ghi ở phía dưới á, quần đồng giá 99 ha. Quần này hiện tại bây giờ em còn một cái S và một cái size XL cuối cùng của em hết luôn. Chị nào chưa có mã này thì các chị mình lên đơn cho Ngọc liền để Ngọc sẽ hỗ trợ chốt giá trong live nha. Chất vải là linen kèm diamond tiệp với vải luôn hả các chị. Rồi chị nào chưa có comment nhìn cho Ngọc để Ngọc chốt đơn ha. Dạ, còn đầm này của nhà em màu trắng. Hello chị Ngân Huỳnh, màu rồi vàng chỉ có XL thôi, vàng chỉ có XL. Cái này 1m6 nhưng Ngọc mặc sẽ là qua gối các chị. 1m6 mặc sẽ là qua gối nha. Chị nào chưa có mã này các chị comment cho em. Trắng còn, trắng chỉ còn XL nha. Rồi ok, vậy là bây giờ trắng và vàng đều còn XL, đen là còn SML. Đen là dễ mặc lắm. Đen nè, mà chị nào mà kiểu mà mình mới sinh em bé xong hết dấu dáng lấy màu đen cho em. Đen mua luôn các chị, đen xinh lắm. Rồi ok, trắng hết. Màu vàng còn một cái TL nữa, chị nào mình ưng lấy màu vàng cho em hết luôn nha các chị. Cưng lắm luôn á, nhìn thấy cưng lắm tại vì cái màu vàng này yêu. Màu vàng này trơn nhưng mặc tế rất là phù hợp nha các chị, mà kết thêm phụ kiện nó càng xinh. Rồi mình coi váy hồng sao. Ok chị, DN10 còn S thôi, người đẹp ơi, đồng giá luôn á chị, 109.000. DM10 size S còn một cái cuối cùng thôi. Chị nào ưng lấy comment cho em nha. Mét 6 như em mặc sẽ là qua gối cái người đẹp nha. Có túi hai bên, rồi phi cài, sơ mi, nút dưới này ha. Rồi chị nào mình chưa có comment cho em nha. DN10. Rồi đặt hàng comment cho em nha các chị. Đầm đang mặc trên người, đầm đang cầm trên tay là mã sản phẩm là hết rồi chị Uyên Nhã ơi. Dạ. Đen hết size L. Dạ, đen còn cho các chị mình là S với M. Đen còn 2S 1M. Màu vàng còn 1M, màu vàng còn 1XL cuối cùng là hết luôn. Dạ rồi, chị nào chưa có mã đầm này comment cho Ngọc nha, chất KT Hàn nha. Em sẽ nhắc lại mã em đang cầm trên tay nha các chị mình là DN01, màu vàng còn 1XL, màu đen em còn 2S 1M là em hết. Rồi chị nào chưa có cái đầm này comment cho Ngọc. Phơm đầm này là đắp chéo qua đắp chéo lại rồi buộc dây ở phía sau cho em là chuẩn luôn ha. Rồi chị nào chưa có comment giùm cho Ngọc nha các chị nha. Dạ mặc thử hả chị, bây giờ em sẽ ướm cho mình xem nha. Ướm ra em sẽ cho chị xem thử cái màu vàng. Cái mẫu này đợi em mặc hết rồi các chị, mấy cái mẫu này. Đây các chị. Như thế này nè các chị. Nó xoắn eo thì khi mặc lên các chị nhìn mình rất là, em mình rất là nhỏ luôn.
Cái này là các chị, tại do nó có xoắn eo á, nên các chị thấy được phần này nè ha. Mà cái màu vàng này không bị chói nha, mặc lên siêu trắng da luôn. Rồi qua mẫu với các chị nha, không đợi lâu. Rồi vậy. Rồi ok, đen còn S thôi. Đây các chị, chị Quý Lê ngoài sang mã nha, DN10 đúng nha chị. DN10. Đây các chị thấy nè. Đó tại vì em không mặc thôi chứ mặc là các chị thích liền. Rồi cái đầm hồng phía sau là DN10 chứ phải L. N và kèm cho em cái màu hồng với lại size S nha chị Quý Lê nha. Em mới chốt được. Rồi, đầm màu đen còn một cái size S cuối cùng nha các chị. DN01 đầm đen còn một cái S nha. Rồi mã tiếp theo các chị mình luôn. Chị nào chưa có mã này các chị comment nha. Đây là áo này. 75. Lên áo 75. Rồi rất là đã quá ta ơi. A edit 74 chất lụa. Em này của nhà em là lụa Hàn nha. Nhìn cái chất giùm cho em nè. Nó không có được thẳng thớm đâu các chị. Em này là những cái phần đường đứt gãy nhưng mà nhìn rất là lạ. Và cái này nó là đặc điểm của phơm vải lụa Hàn này á các chị ha. A edit 74 các chị ơi. Xanh còn xanh còn SLXL. Chị Trần Văn Thương ơi, cái này là mình phải kiểm tra cho em bằng cách là kiểm tra tin nhắn của mình đó chị nhá. Có tin nhắn là có đơn chị nhá. Rồi, màu nu còn đủ size. Màu nu còn đủ size, màu xanh là còn SLXL ha. Rồi chị nào chưa có mã áo này comment cho em, chất lụa Hàn nhìn đẹp quá các chị ơi. Rồi. Siêu đẹp luôn. ASX 74 các chị ha. Chị nào chưa có áo này các chị mình comment cho Ngọc nha. Có màu be và ga màu xanh. Có màu be và ga màu xanh nha các chị. Chị nào chưa có be comment be, chưa có xanh comment xanh. Xanh thì hết M, còn be thì đủ size ha các chị. Màu be còn đủ size các chị. Comment màu xanh thì còn SLXL, còn be thì còn đủ size. Nu, nu phải không? Nu thì đủ size các chị. Ok, các chị ơi, ASX74 nhớ cho em là né cái màu xanh M ra các chị nha, xanh là còn SLXL thôi ha. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi ok chị, tại vì bên em là hiện tại là tin nhắn tự động á các chị. Thì tin nhắn tự động nó không ảnh hưởng đến cách thức các chị đặt hàng mà không có đơn đâu. Tại vì do các chị mình đặt không đúng cú pháp hoặc là các chị mình đặt tới cái mẫu đó nó hết thôi ha các chị, chứ thực sự là không ảnh hưởng gì hết đó các chị. Rồi, chị nào, với lại là không có cái mà tin nhắn sẽ gửi chậm đâu các chị. Mà bởi vì ở đây các bạn sẽ accept các chị mình vào. Chị nào comment đúng thì các bạn sẽ bấm các chị mình vào có đơn ha các chị. Rồi dạ đầm màu hồng á chị, thứ hồi em ướm chị Thu Trang xem ha. Đầm màu hồng, rồi áo màu xanh ha các chị. À, đầm màu hồng phía sau đó nhiều chị đặt lắm nhưng bị sai cú pháp và đặc biệt comment bị lộn chữ N thành L nên em chưa có chốt được. Cái nãy giờ nó cứ vương vấn hoài á, cái DN mùi á các chị. Em còn có đúng một cái S nhưng mà nãy giờ chưa đi được luôn á ha các chị, do các chị mình comment không đúng cú pháp với lại có một số chị không có cái logo người chia sẻ nè. Rồi ASX74, dạ rồi chị Hằng Phạm thiếu cái số 74 của cái mã rồi, comment lại chị Hằng ơi, cảm ơn chị Hằng nhiều nha, comment lại cho em đi. Màu xanh em còn cho các chị mình là SLXL, màu nu em còn đủ size. Màu nu còn đủ size các chị ha. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho em màu nu đi các chị, màu nu còn đủ size, màu xanh em còn cho các chị mình là SLXL. Chất lụa hàng, chất này sẽ không bao giờ có, thiết kế cổ lăng tông nè. Dày dặn lắm các chị, không có bị mỏng đâu nha. Em này không có bị mỏng chút xíu luôn nè các chị. Đó em zoom gần sát cái tay các chị xem nè, các chị thấy không, không bị mỏng chút xíu nào luôn á, không hề bị mỏng chút xíu nào luôn. Rồi chị đổ túy hả ta, chị ơi kèm cho em cái mã chính xác đi chị. ASX74 nha chị ha, còn ASX0 là không được tại vì hôm nay em nhiều mã đó lắm, nhiều mã ASX lắm chị. Còn lên đầm hoa không ngọc, dạ hiện tại là em thấy là xanh hết S cho chị, nâu hết mờ. Rồi xanh hết S, nu hết M, là bây giờ màu xanh là còn SLXL ha các chị. Xanh là còn SLXL, màu nu thì em còn SLXL các chị ha. Rồi chị nào chưa có mã này comment. Dạ có quần không em? Dạ có quần chị, quần ở phía sau em còn cho mình nữa nè. Rồi chị đợi em xíu nha, em còn cái quần này hồi nãy còn dư mỗi cái một size nè. Mã này là QSX72 còn 1S, 1XL, giá là 99.000 đồng giá trong live ngày hôm nay nha chị. Chất vải linen, nếu được mình lên nơ cho em. Em này được các chất mát dễ chịu mà có điều nó hơi nhăn thôi, hơi nhăn xíu ha. Rồi xanh hết L. Xanh còn XL, ok, xanh hết XL. Xanh còn một chiếc XL cuối cùng. Vậy là nu hết M, L, nu còn S với XL. Rồi xanh còn XL, nu còn S với XL. Mã là ASX74 các chị. Chất này không có đâu có đâu. Em nói hợp vào cái giá 75.000 khi mà các chị mua hàng sale là sẽ không bao giờ có luôn á các chị nha. Áo này không bao giờ người ta thiết kế cái phơm như thế này các chị mà 75.000 hết nha. Rồi chỉ có những chị đang xem live của em thôi. Em chỉ tội nghiệp với chị không xem live của em được vào khung giờ buổi trưa định thôi à. Em nói hợp
Bởi vì khung giờ là khung giờ, đôi khi có những chị mình đang đi làm hay là mình chuẩn bị đi làm về người ta không có chú ý á. Nhưng mà chị nào mà nhận được thông báo của bên em vào xem là các chị may mắn lắm luôn á. Ngọc ơi cho mình xem lại áo sơ mi phía sau cho Ngọc nhé. À áo này hả chị? Trắng SX 76 có chị ha. Mẫu này thì bây giờ hiện tại màu đen là em còn size XL. Màu trắng là em còn cho các chị mình là size gì ta? SLXL không ta? Bé AX76. AX76. Đen có XL. Đen. Còn XL. Trắng. Trắng còn là size L. Size XL. À, rồi vậy là trắng là size L XL. Chị Phạm chị Thu Nga ơi, phải kèm cho em cái mã chị đặt số điện thoại kèm size L là em biết chị đặt cái gì luôn á chị Thu Nga ơi. Rồi, áo này là này ơi, áo này là cái phần nơ nè tự buộc, nói chung là cưng lắm. Màu trắng là còn L XL, còn màu đen là ngọc còn XL thôi nha, mỗi size còn một cái cuối cùng luôn á. Nha các chị, những cái hàng sale này có ít lắm các chị, một hai cái đi đều ha. AX 76 nha, áo trắng màu đen này là các chị đồng giá 75.000. Rồi, còn chị nào chưa có DN01, DN01 comment giùm cho Ngọc nha. DN01 đen còn đúng một cái size S luôn. Cái này mặc lên là hơi bị đỉnh luôn các chị ha, hơi bị xinh luôn. Đắp chéo qua đắp chéo lại giùm cho em 109.000 đồng giá luôn nha. Rồi, cái áo này em hiện tại bây giờ nha các chị, màu xanh còn một cái XL cuối cùng, màu nu em còn một S một XL. Chị nào chưa có comment cho em nha. Chị nào chưa có AX74 comment cho em liền nha các chị. Có chị phía sau còn nhiều đầm lắm, đợi em xíu các chị ha. Rồi chị nào chưa có mã này các chị mình comment cho Ngọc để Ngọc chốt đơn cho các chị mình nha. Đừng quên là chia sẻ livestream nha các chị. Dạ AX các chị ơi, đầm mẫu mặt là hết rồi chị. AX cho các chị yêu nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên cho các chị mẫu tiếp theo cho các chị mình luôn. Đây là 42 lần này là lần live cuối rồi chị. Em chỉ còn vài cái hồi nãy thôi. À, cái này là VSX76 nha các chị. Trời ơi xinh quá ta. Cái màu như màu muối tiêu gì đó cưng lắm luôn á. Rồi, chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc nha. Những cái mẫu này em like cho các chị một lần cuối, các chị hai là chị nào mình thấy có size của mình là các chị mình lên đơn cho em liền. Cái mẫu này là nó cùng mã với cái mã áo này là các chị 76, AX76, còn là chân váy là VX76. Xanh XL hết rồi. Rồi là hết xanh nha các chị. Mã là 74 hết. Mã áo AX74 hết. Em còn là các chị mình màu nu thôi. Nu còn 1S, 1XL làm hết luôn nha, 75.000. Rồi, chân váy này ôi xuất sắc chưa? Còn size gì bé? VSX76 đẹp quá các chị, cái phần ly gấp xinh quá. VSX76 còn S và XL. Rồi VSX76 còn S và XL luôn. Chị nào chưa có comment cho em ha. Vậy nếu như mà chị nào ưng á thì bây giờ em còn cái combo này nè. AX76 còn XL màu đen. Rồi AX76 màu trắng còn size LXL đó, không có XL là các chị mua combo XL cho em nên là SX76 là cùng combo các chị ha. Rồi tính ra có 150 size này là quá rẻ luôn á các chị. Chốt giùm cho em nè. Chốt vải cho em là KT Hàn nha các chị, KT Korea nha. Chị nào đầm cho đen mặc hết rồi em ơi. Mẫu này chị nào mình chưa có các chị comment cho Ngọc nha. Nên là em nói các chị mình sang hàng sale á. Rồi còn S thôi nha các chị, chân váy đang cầm trên tay còn một cái S cuối cùng. Sang hàng sale đừng có ra like các chị, ra like là các chị mình lỡ bỏ lỡ một mẫu mà các chị yêu thích á. Rồi mẫu này là VSX76 còn S thôi, còn một cái cuối cùng. Full bản lưng nhìn xinh dễ sợ, các chị thấy không đó, mà cái màu muối tiêu này lâu lắm mới lên nha các chị á. Rồi ok hết mã này luôn. Chị nào chưa có cái mẫu này các chị comment cho Ngọc nữa nha, cái này xếp rồi. Các chị ơi, hiện tại bây giờ em đem cho các chị mình là đồng giá nha. Đồng giá nhưng mà cầm chung được không? Hôm nay em sẽ sale đồng giá các chị mình 109.000 cho tất cả các đầm em cầm ra. Áo đồng giá 75, chân váy đồng giá 75 và quần đồng giá 99.000. Nên các chị vào xem like, đừng có xem biết, đừng biết giá thôi chứ còn biết lúc đầu thôi. Thấy cái mẫu nào đẹp lên đơn cho em liền. Bây giờ là mình comment số điện thoại trước, nhờ cái thông tin của mình trước, rồi cái mẫu nào em ra có size của mình đặt cho em thôi. Chân váy em hết các chị. Rồi mẫu này thì làm mã như ta, AX69. Áo này hồng và nâu, cái này em bán rồi các chị. Này là 75.000 mà các chị yêu nha, 75.000. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc nha các chị. Mẫu này áo có kèm chân váy luôn các chị, nhưng mà cái mẫu này em sẽ từ bán từng món các chị mình dễ ha, không bị rối á. Rồi AS áo nâu
còn đủ size, nâu hồng còn SML. Rồi, nâu còn đủ size, hồng còn SML, nâu còn đủ size. Em đây là dạng nút cài lệt nha các chị ha. 75 ngày áo crop top như thế này nha các chị. Nếu được các chị kết hợp cho em luôn nha các chị. Kết hợp cho em với chân váy này luôn. VSX 69. Chia sẻ rồi để chút các chị có chia sẻ trước đi, các chị dễ chút hơn hay mấy hồng. Rồi, áo màu hồng và chân váy hồng, áo màu nâu và chân váy nâu các em bán rồi các chị mình nha. Em bán rồi các chị mình ha, chân váy 75.000 và áo 75.000. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho em combo thế này 150 nha các chị, combo thế này 150 ha. Chị nào mình chưa có lên đơn cho em mã này nha các chị. Còn đầm chị, còn xong cái này em lên đầm cho các chị mình nữa nha, còn để em xíu nha các chị. Rồi chị nào mình chưa có mã này comment nha. Các chị ơi nhớ lưu ý đừng quên là chia sẻ cho em trước ha. Áo hồng hết size L các chị ha. Và áo màu nâu nè các chị, áo nâu còn đủ size. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc. Edit 69 là áo hồng và áo nâu. VEdit 69 là chân váy hồng và chân váy nâu các chị ha. Áo nâu hết S. Rồi áo nâu còn size M, size L, XL. Rồi áo hồng hết M. Vậy là bây giờ hiện tại áo hồng chỉ còn cho các chị mình là size là S và XL thôi. Cho em xem quần với hả. Rồi ok, đang ngậm xíu nha. Rồi các chị ơi, chị nào mình cần xem thì các chị mình đợi em xíu ha. Bây giờ hiện tại là áo màu nâu em còn M, L, XL. Áo màu hồng là em còn S, XL. Format hồng của S, XL đúng không? Hồng còn S với M. Hả? Hồng của S với M. Rồi, vậy là bây giờ áo hồng là còn F với M, A, S, X, 6, 9. Còn chứ vậy là hồng còn S. Rồi hồng còn S thôi ha các chị. Hồng này là hồng rút nên không có sợ nó bị bánh bèo. Còn cái mẫu này là màu nâu tây, nâu đậm á các chị, nâu đúng chuẩn cà phê sữa luôn á. Thì các chị mình lên đơn cho em mã này cho em xem quần với ạ. Rồi ok, đây ngậm xíu nữa nha. Đây hồng cho xem luôn nè. Quần là QSX72 nha nàng nha. Mã quần là 99.000 đồng giá. Em còn một S, một XL. Chị nào lấy lên đơn cho em nha. Rồi nâu hết S hết M. A SX69 nâu hết S hết M, nâu XL luôn. Rồi vậy là nâu còn XL, hồng còn S. Không hết rồi. Các chị mình mua áo trước đi, hỏi sẽ báo cái size chi tiết cho các chị mình sau. Áo 75.000, chị mới 75. Áo hồng rồi, áo hồng hết. Rồi, vậy là bây giờ hiện tại là em còn áo nâu. Áo nâu còn nha các chị, của nhà em là size XL, 60 cân. Ngực dưới 95 các chị ha. Cái hoa đen mặc hết rồi, giờ báo chân váy cho em. VSX 69 nha các chị, chân váy. Rồi, VSX 69 nha, chị nào chưa có mã này các chị comment để em báo sao chi mấy hồng và chi mấy nâu các chị mình nha. 75.000 luôn các chị, cái này có lót bên trong luôn. Rồi ok, có lót bên trong các chị mình ha. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment nha. Form này thoải mái dễ mang, cái này không có túi nha các chị nha, chứ là form giả thôi. Rồi màu nâu thì đẹp mà màu hồng cũng đẹp luôn. Cái nâu theo kiểu cái nâu cà phê sữa các chị ha, nâu đậm á, nâu tây á. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment cho Ngọc nha. Ok. Đây các chị mình nhớ đừng quên nha, cái đầm màu hồng này nãy giờ nó vuông vấn với em hoài đúng không? Em còn một cái cuối cùng DN10 một size S, 109.000 đồng giá. À, chân váy hồng còn S, còn M. Rồi, chân váy hồng SM. Chân váy nâu còn đủ size. Chân váy nâu còn đủ size. Chị Thấm Nguyễn ơi, kèm màu cho em với chị. Rồi chân váy hồng còn SM, chân váy nâu còn đủ size VSX 69. Chân váy nâu hết XL. Rồi chân váy nâu còn SML, chân váy hồng còn S với M các chị ha. Form này có lót bên trong, form dáng A mặc lên xinh lắm nha. Xem máu lẻ đi chị. Rồi ok, sống này cũng sẽ giấu lẻ đi cho nàng luôn ha. Rồi, chị nào mình chưa có mã này các chị mình nhanh tay lên đơn nha các chị. Chân váy hồng em còn SM, chân váy nâu còn SML. Đây các chị, màu nâu nha các chị, 75.000 xinh xỉu luôn các chị thấy ha. Mặc lên cưng lắm, ướm vào người các chị thấy nó dễ nhìn hơn nè. Đó. Chị nào chưa có các chị comment. Màu hồng còn 1S 2M, màu nâu em còn mỗi size một cái. Chị nào chưa có VSX 69 comment cho em nha. Nâu còn 1S 1L 1M 1L nha các chị. Mẫu này thì 1m6 nha, em mặc sẽ là qua gối, vừa qua gối luôn. 1m6 mặc sẽ là vừa qua gối nha các chị. Chị nào chưa có lên đơn cho em nha. VSX 69 S nâu, VSX 69 SM nâu M, VSX 69 L, L nâu đẹp. Hết XL rồi chị. Em chỉ có SML thôi à các chị ơi.
Chị Lan triệu em hết size của chị rồi. Màu hồng thì em còn được S với M, còn màu nâu thì em còn được S, M, L các chị ha. Rồi chị nào chưa có mã sản phẩm này comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn cho các chị mình nha. Dạ đừng quên là chia sẻ IG giùm cho Ngọc nha các chị. Comment đầy đủ chia sẻ chính xác nha. Để em chốt với chị mức giá trong like VSX giùm cho em nha các chị. Còn chân váy đen không chị? Dạ chân váy đen em không. À coi chân váy đen đó chị, hình như không còn rồi, hết rồi chị ơi. Em chỉ còn áo đen ở phía sau thôi à, và quần ở phía sau nha. Những cái mẫu nào treo phía sau là còn những mẫu nào không treo là không còn. Rồi vậy là nâu hiện tại còn cho các chị mình là size M và L. Nâu còn ML, hồng còn SM các chị ha. Rồi vậy là nâu hết L luôn nha, nâu còn size M cuối cùng luôn. VSX69 màu nâu còn một size M hết L luôn các chị. Màu nâu còn một size M cuối cùng L68 nha. Trời ơi, cái mẫu này mà các chị mua về kết hợp chung với áo lẻ là hơi bị xịn sò. Có lót bên trong cho các chị mình luôn ha. Chất lót co giãn mềm, phía sau thì chị em là khóa kéo, phía trước chị em là bản lưng kèm mà cái phần túi túi kiểu nha. Rồi chị nào chưa có mẫu này các chị comment cho em luôn. VSX69 nâu còn M. Nâu còn M các chị, màu hồng em còn cho các chị mình là S với M ha. Hồng còn S với M. Rồi chế nào chưa có hồng S M comment cho em liền nha. VSX69 75.000. Rồi 75.000 nha các chị, tranh thủ nha, em qua lẻ đó. Các chị mình không đặt là hết nha. Em qua lẹ luôn, chị nào mình chưa có các chị mình lên đâu cho em liền ha. Chia sẻ livestream nha. Màu nâu còn 1M và màu hồng còn 1S1L. À 1S1M. 1S1M. Cái này các chị có thể phối chung với áo đen, áo trắng đều được, dễ mang mà các chị. Đây, nhìn kỹ giùm cho Ngọc nha. VSX69. Rồi nâu hết nha các chị. Màu hồng còn 1S1M. Rồi. Hồng còn không? Hồng còn 1S1M các chị ha. Rồi chị nào chưa có comment nha, qua mẫu tiếp theo. Rồi lên các chị mình cái gì đây? Cái đầm đi. Đầm caro. Rồi đầm caro. Ui ui. Ui ui các chị, ui ui. Để em bộ cái nơ này. DN18. Màu xám hết ta. Xám cái nào. Xám vàng. Rồi DN18 xám vàng. Đợi xíu một cái dây cái. Rồi. Đây cái này là nút đính. Ở phía sau là dây kéo dùm cho Ngọc nha. Đây là dạng như là một cái chiếc đầm giá yếm á các chị. Xám và vàng nha các chị. DN19. Rồi để em báo size nha. Rồi để cộng các chị xem cái sọc trước này. Đó. Đó, đây là xám. Đó, đây là vàng. Có kèm dây cho các chị mình nữa nha. Rồi chị nào chưa có mã này các chị mình lên đơn cho Ngọc liền ha. Chị KQQ DN18 đợi em xíu để em báo size các chị KQQ. À mình comment lại cho KQQ nè. Vàng còn SML, xám còn SML luôn. Rồi ok, vàng còn SML, xám còn SML luôn. Chị nào chưa có mã này các chị comment rồi để em sẽ thử ướm cho các chị mình xem. Đó tại vì nó có dây nè, em dễ ướm hơn. Như thế này. Đó, các chị thấy chưa? Lên nhìn cưng lắm cái này. Mà mặc cái này không ai nghĩ các chị mà mặc một cái đầm đâu các chị. Và cái phần này là chất vải linen nè. Nó mỏng nè. Còn cái phần thân nó dày lắm các chị. Phần thân không có sợ hở nha. Rồi vàng và xám SML. Mã sản phẩm cho em là DN19. À DN19 18. 18 nha, vậy là chị Trọng Nhân mình comment sai rồi nè. DN18 chị ơi, phải 19 nha chị Trọng Nhân ơi. Rồi xám còn S với L, xám còn S với L, vàng còn SML, xám còn S với L các chị ơi. Đầm đang mặc hết rồi chị Bích Ngà ơi. Rồi chị nào chưa có DN18 comment cho em xám còn S với M, vàng còn SML. Vàng còn SML cho các chị mình nha. Rồi chị nào chưa có xám comment xám, chưa có vàng comment vàng. À, màu xám các chị ơi, đổ quá chị ơi, em mờ vàng được không các chị? Em mờ xám quá trời, đổ cho em mờ vàng xíu xíu được không các chị? Em mờ vàng cũng cưng mà, em để các chị xem nè. Đó màu vàng nè ha, và đây là màu xám nha. Rồi vàng còn ML, xám còn SL các chị. Vàng còn ML, xám còn S với L các chị ha. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment cho Ngọc liền để Ngọc chốt đơn nha. Dạ DN18. Rồi vậy là bây giờ màu vàng còn M thôi. Vàng đang cầm. Rồi ok vàng hết luôn. Rồi còn xám. Xám hết. Rồi xám chỉ còn L thôi. 56 cân và ngực ngực dưới 90, eo dưới 72 là đẹp luôn nha các chị. À đầm hết luôn chị. Rồi hết luôn. Đầm hoa hả? Đầm hoa bây giờ em hết rồi. Cái này có ra không? Ở dưới không phải không? Quần áo đi hả? À cái đầm này đi. Đầm trơn. Đen với lại là hồng. Đen 17. Rồi, đầm trơn cái đầm này cưng nè các chị. Nó đơn giản nó đẹp.
Rồi, DN17. DN17 nha các chị, hồng và đen. Rồi, các chị thấy nè, nhìn cái màu hồng nó dễ hơn tại vì nó trơn á. Cái này không có phần bản ra eo đây. Nó sẽ là suông luôn và nó nhúng ben. DN17 hồng. Các chị ơi, các chị nhớ đừng quên chia sẻ cho em nha. DN17 hồng, DN17 đen. Rồi chị nào chưa có hồng comment hồng, chưa có màu đen comment đen. Các chị yêu của nhà em ơi, chia sẻ livestream cho em nha. Hồng hết mờ. Rồi hồng hết mờ. Hết mờ đen đủ size các chị. Hồng hết size mờ, đen đủ size DN17 nha các chị. DN17 nhé, hồng hết size L. À hồng hết size M vậy là chị Tiên Tiên ok nè. Các chị ơi đặt hàng nhé, đừng có hủy đơn giùm cho em nha. Chị nào hủy đơn là em sẽ liệt kê vào danh sách đen của bên em, nó thật đó các chị. Tại vì những lần sau các chị khó đặt lắm, em nói thật luôn. Rồi màu hồng hết size M, màu đen đủ size nha các chị. Rồi chị nào chưa có mẹ sản phẩm DN17 hồng hết rồi. Hồng vậy là bây giờ là hồng hết size M, size L, đen hết size L. Thì là bây giờ màu đen còn S, M, XL, hồng là còn S với size L. À XL, em nhầm. Hồng còn S với XL, DN17 nha các chị. Rồi bây giờ em mới cầm phone được nè. Rồi bây giờ chị nào mình chưa có mã sản phẩm này các chị comment nha. Rồi vậy là hồng còn XL thôi. Hồng hết luôn. Rồi ok, hồng hết luôn. Thì là bây giờ còn màu đen. Đen còn S, M với XL. Đen còn S, M và XL các chị ha. Rồi chị nào chưa có mã sản phẩm đen này. Hết XL. Đen hết XL, đen còn S với lại M. Đen còn S với M, S E64, M E68, S ngược 80, M ngược 85 nha các chị. Rồi chị nào chưa có cái mẫu này các chị mình lên đơn cho em liền nha. Nhớ đừng quên là chia sẻ livestream nha các chị ơi. Đen chỉ còn S và M. Đúng rồi, đen chỉ còn F với M. Rồi, đen chỉ còn F với M nha các chị. DN17 hết hồng rồi các chị ơi. Lên áo với DN42 đi alo. Dạ chị Trần Văn Hương, cái mẫu đó không có lên lại cho mình nữa nha chị ha. Rồi là còn màu đen thôi các chị. Màu đen còn F với M nha các chị yêu của nhà em nha. Rồi, F này của nhà em là L64, M L68 nha các chị. Mẫu này có lót bên trong. À, ở này dày dặn rồi các chị. Bây giờ chị nào mình chưa có mã này các chị comment giùm Trang Ngọc nha. Em giơ lại các chị cái quần nè. Chị nào chưa có QS72 comment cho em còn 1S, 1XL nha. 1S, 1XL nha các chị. Chị nào chưa có liner cho em liền ha. Chia sẻ livestream cho em luôn. Còn cái áo này là AS76 nha các chị. Trắng còn size LXL, đồng giá 75.000. Màu đen còn 1XL cuối cùng. Trắng còn 1 size LXL, đen còn 1XL cuối cùng. Chất lining. Mát mịn thoải mái dễ mang. Rồi, chị nào chưa có cái mẫu đó comment cho Trang Ngọc nha. Màu đen này em còn một cái cuối cùng. À, màu đen này em còn một cái S, một cái M cuối cùng. DN17 nha các chị. Rồi, DN17 nha các chị yêu nha. Chị nào chưa có các chị mình comment cho Trang Ngọc nha. Đen hết M. Đầm S46 cân đó chị Mai Thị Anh Thư ơi. Nhưng mà nếu mà chị 50 cân, chị cao mét 55 là mặc S được nha. Nha chị yêu nha, L64 là được luôn. Giá này còn gì là S. 17 còn S. Rồi 17 con sẽ S đen nha các chị, tiếp tục đầm luôn. Đó, các chị muốn đầm em lên đầm luôn. Trời ơi, xuất sắc. Rồi, đầm này là đầm bố thái cái gì? Đây là mấy? Bố thái phối với tơ ánh. DN22. Rồi, DN22 ribbon ở phía trên cổ. À, màu này là màu gì ta? Màu gì đấy? Cam và xanh. À, nâu và xanh ạ. À. Rồi đây là 22 xanh nâu. Đây là 22 các chị nha. Để em buộc cái dây cái. Đây là 22 xanh còn M L XL. M XL rồi, nâu. Ở phía sau đẹp lắm các chị. 3L 7XL. Rồi, màu nâu em còn LXL, màu xanh em còn MXL, tất cả hai màu đều hết S.
Các chị, cả hai màu đều có S bố thái phối với tơ ánh nha. Rồi chị nào chưa có mã đầm này comment cho em DN22 xanh còn S à, xanh còn size M, size LXL. Màu à, nâu em chỉ còn size LXL thôi. Mã L có 3 cái à ha. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment cho Ngọc nha. Đó, màu nâu thì còn 3 cái L, 2 cái XL là em hết luôn nha. DN22. Ok, sau món này chị lên áo cho em liền nha bé ơi. Đợi chị xíu nha. Ngọc ra đầm với cái chị mình kêu áo, Ngọc ra áo chị kêu đầm. Đợi em xíu, em không có chiều hết được đâu. Để em xin được từ ngang. Dạ, à, quần tây hả chị? Quần tây em mới lên mẫu kia hết trơn rồi. Hình như em hết quần rồi, em còn cái mã quần phía sau nữa thôi à. Đó, hết sạch luôn nha các chị mình nha. QX72. Rồi chị nào chưa có quần này comment cho em 1S và 1XL là em hết cái quần này tại vì em chưa ủi thôi. Chưa ủi là nó đẹp lắm. Tại vì cái này được cái nó mát mà cái chất linen mà các chị. Xanh hết L đi chị. Rồi xanh hết size L là bây giờ hiện tại màu xanh em chỉ còn M và XL. Màu nâu em còn size L XL nha. Xanh còn size M XL là L768 mặc M, L376 mặc XL. Màu nâu em còn size L và XL. L là 72 vòng eo đổ lại nha các chị. DN22. Rồi xanh còn M. Xanh còn M các chị ha. Màu nâu em còn được cái là size S và size M. Dạ rồi, nâu hết L. À, nâu còn XL chứ em nhầm. Vậy là bây giờ nâu còn XL thôi các chị. Xanh còn size M. Xanh còn size M, nâu còn XL. Cái chất bố thái này là bố thái quá nha các chị nè, mặc lên xinh lắm. Cái nút đính này, cái nút nó cũng cưng nữa. Trời ơi, cái phía sau nè. Đây là phía trước nha các chị, đây là phía sau nè ha. Dây kéo nè các chị. Rồi chị nào chưa có mã này các chị mình comment giùm cho Ngọc ha. Xanh hết. Ok, xanh hết. Còn nâu, nâu còn sẽ XL. Nâu XL thì là ngực, ngực dưới 95. Rồi, hết luôn chị ơi. Eo dưới 76 nha các chị. Rồi lên các chị mình một cái mẫu tiếp theo áo của ông rồi em sẽ áo chấm bi cho con nè các chị. A edit 77 đây, muốn chấm bi em lên chấm bi, muốn áo lên áo luôn các chị, một màu. Chất này là xô đuổi nha các chị. Đây. Nhìn kỹ em cho em nè, có chấm bi ha. Rồi em này là A edit 77, đem báo size. Cái này nó dán như là áo baby doll đó các chị, nhìn cưng lắm. Rồi chị nào chưa có mã này các chị mình comment cho Ngọc nha. A edit 77 nha các chị, chia sẻ livestream cho em nha. Comment đầy đủ nha các chị. Rồi phần tay cho em thấy cái tay lỏ nè, tay lỏ như thế này. Đầm đầm đen size L còn không chị? Đầm đen phía sau cả hai màu, cả hai mẫu đều còn S rồi chị ơi. Cả hai mẫu đều còn S rồi. Còn S M L. Rồi ok. A S 77 cả hai màu đều còn S các à, mẫu này còn S thôi các chị. Rồi A S 77 cái mẫu chấm bi đang cầm trên tay chỉ còn S M L thôi. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho em nha các chị ha. S M và L ba size S M và L nha. Rồi chị nào chưa có mà này các chị mình lên đơn chất vải xô đuổi nha các chị và nó có kèm bi phối bên ngoài nữa. Mẫu này tay lỡ nha, tay lỡ cho Ngọc luôn ha. Chị nào chưa có các chị mình lên đơn cho Ngọc nha. Dạ chia sẻ livestream nha các chị. Cho em mã quần với chị QS 72 nha chị ơi. Mã quần là QS 72 còn S với lại là size XL. Đồng giá 99.000 mã quần. Áo đồng giá 75, chân váy đồng giá 75 và đầm đồng giá 109.000 nha các chị. Nên là vào xem live ngày hôm nay không cần coi giá luôn, coi mẫu thôi nha các chị. Rồi, mẫu này em còn 2S, 2M, 2XL hết sạch luôn. Chấm bi. Áo này mặc baby doll, trời ơi này cưng lắm. Các chị mặc cái áo này mà có chiều chua những cái vùng xương đen đen mà nhà em lên á, hoặc là những cái chân váy kết hợp đóng sơ viên đi làm xỉu. Thì mẫu này mà chị nào không lên là tiếc lắm. Và ở phía trước cho em là kết hợp cho em nút cài nè. Áo này mặc nhà được luôn nha, mặc nhà hơi bị thoải mái á các chị. Chất này mặc nhà là hơi bị thoải mái luôn á nha. Ở phần trên là em không kết hợp cái phần cổ gì hết á, để cho nó là bo và có dúng ở phía cổ thôi. Như thế này nè các chị. Đó, dúng trước và dúng sau như thế này cho em thôi ha. 75.000 đồng giá nha. 2S, 2M, 2L và 2XL. Chị nào chưa có mã này thì các chị mình lên đơn cho Ngọc để Ngọc chốt đơn cho các chị mình nha. 2S, S thì là cái này ngực thoải mái luôn. 95 à, 90 92 đổ lại mặc S đẹp nè, ngực các chị. Rồi M thì là tầm khoảng giùm cho em là 97 và L là giùm cho em là tầm khoảng là các chị ơi em nhầm. Em 95 chứ, M 95 á các chị yêu của nhà em nha. Rồi chị nào mình chưa có mẫu này các chị comment L cho em là tầm khoảng 90 97. ASX 77 các chị ha. Mẫu này là ASX 77 các chị nha. Có áo khác không chị? Nhiều lắm chị yêu ơi. Rồi nhiều lắm chị đẹp của nhà em nha. Đây áo khác hiểu viết sai một cái mã này các chị mình ưng không? Đây các chị. ASX 76 trắng còn size LXL, màu đen còn 1XL cuối cùng hết luôn. 75.000 đồng giá luôn. Cái nơ là cực kỳ xinh nha các chị, nơ tay thỏ đó. Chị nào mình ưng comment cho Ngọc nha.
Không thôi thì cái áo này. Áo này, áo này mã nhiêu chị quên rồi. Cái này 74. A SX 74 màu nu em còn S với lại XL. A SX 74 em còn một S một XL, mã này là hết luôn nha các chị. Cưng các chị 75.000 luôn nha. Chị nào chưa có mã này các chị comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. Rồi chia sẻ livestream cho các chị rồi mọi người tiếp theo luôn nha. Muốn em lên áo khác, em lên áo khác cho các chị mình luôn ha. Áo này 87 AV87 vàng, AV87 hồng. Đây các chị, AV87 vàng, AV87 hồng nha. Cho em xem đầm mà. Rồi đầm nào bé ơi, đầm nào. Ở phía sau bây giờ hiện tại là còn một nè, hai mã đầm cho em thôi nè. Mà hai ba mã đầm đều còn S hết chứ, không có size lớn nha. Rồi ở phía sau còn một mã đầm nữa, đợi em xíu cho các chị còn hai mã đầm nữa. Rồi mã này của nhà em là AV87 75.000 áo này nha các chị. Chị nào chưa có các chị comment giùm cho em nha. Đồng giá hết cho các chị ơi, đồng giá hết luôn á. AV87 75.000, chị nào chưa có mã sản phẩm này thì các chị mình lên đô cho em nha các chị ha. Rồi rồi mẫu này của nhà em là AV87. Cái quần đó là màu xanh chứ không màu trắng chứ. À, cái quần quy SX72 là màu xanh nha các chị, chứ không phải màu trắng. Đây, xanh. Xanh này xanh no da trời. Các chị đây, em còn S với XL nha. Chị nào mình đọc comment cho Ngọc lại nha. Em còn S với XL, quy SX72 AV87 đúng rồi. AV87 các chị. Rồi, chị nào chưa có AV87 này, các chị mình comment cho Ngọc nha các chị ơi. AV87 nha. Chị nào chưa có mã sản phẩm này thì các chị mình lên đôi cho em liền nha. AV87 vàng còn XL. Vàng còn XL. AV87 75.000 á các chị, đồng giá 75.000 hết nha. Rồi hồng chỉ còn XL các chị ơi. AV87 hồng chỉ còn một size XL em đang cầm trên tay luôn. Và màu vàng là em chỉ còn cho các chị mình là S với lại size L nha các chị. Vàng còn S với lại size L nha. Dạ chị Huỳnh Như ơi, cái hồng DN mùa đó em chỉ còn S thôi à các chị. Em chỉ còn size S thôi. Dạ eo 65 ngực 82 mặc M ở chị Phương Lan ơi. Mặc M. Mặc M cho em nha chị. Nhưng mà chị cho em hỏi là cao nặng nhiêu? Chị cao mà nặng bao nhiêu vậy chị? Cho em xin luôn đi chị để em biết em tư vấn cho mình kỹ hơn nha chị nhá. Rồi chị nào chưa có mặt này các chị mình comment cho em nha chị ha. Dạ chị Nhi Phạm ơi, các chị ơi nhớ lưu ý giùm cho Ngọc nha. Mã áo này á là mã sản phẩm AV87 màu hồng còn size XL nha các chị. Hồng còn size XL các chị ha. Màu vàng thì em còn cho các chị mình là size S và lại size L. Vàng là còn S với L. Cái này là S 46 cân nha các chị. Chất này chất tầm gân. Và cái dây này các chị cũng thích các chị bỏ ra được. Tại cái phần này em chỉ là đính nhẹ cho mọi người lên có xíu à. Đây. Đó, đính nhẹ lên có tí ti à, các chị thấy không? Hay là các chị mặc à, các chị mình mặc lên rất là xinh. Chị Minh Thùy ơi, kèm size màu hồng với chị màu hồng là có XL chị Minh Thùy ơi. Hồng có XL nha chị, màu vàng có S với L. Chị Minh Thùy không kèm size không chút được. Rồi hồng hết nha các chị. Chị nào chưa có mấy này các chị comment nha. Rồi màu vàng em còn S với lại size L. Vàng còn S với lại size L. Chị Đỗ Mai ơi, chị Đỗ Mai phải comment là QSX72XL số điện thoại. Chị Đỗ Mai comment lại em xem nha chị nha. Dạ 46kg 1m54 mặc S cho chị Phương Lan. Chị Phương Lan mặc S giùm cho em đẹp với chị Phương Lan. Em đi 64 chị Phương Lan nha. Rồi áo màu vàng em còn S nữa chị Phương. Cho em coi lại mẫu đã like với shop ok chị Phạm Phương để em xíu. Rồi vàng còn size L. Vàng hết S nha các chị. Các chị ơi nhắc lại DN10 đang khắp đen comment bị sai quá trời luôn. Các chị ơi DN10 em hết xanh rồi, em chỉ còn xanh em màu hồng S thôi. DN10 chỉ còn hồng S thôi. Chị nào chưa có DN10 này comment cho Ngọc nha. Còn đúng một cái cuối cùng 109.000. Rồi áo vàng em còn một cái cuối cùng. À có Yến Trang ơi, like bình thường em ơi, 19 giờ nha. Tối nay vẫn like bình thường cho các chị mình á. Rồi chị nào chưa có này comment nha. Qua tiếp theo cho các chị. Áo này còn một cái size L cuối cùng nữa thôi các chị. AV87 bấy hoa hả chị ơi, hết bấy hoa rồi. Hết bấy hoa rồi, áo này cầm này đi. Rồi lên đầm nha các chị, em hết bấy hoa rồi, em còn bấy trơn thôi à. Với lại bấy rắp lăng hai cái chất liệu vải giống nhau khác nhau thôi à. Rồi DN09 DN09 bấy hoa hết rồi các chị ơi. Rồi DN09 màu đen, DN09 màu rêu. Ồ rêu không ta?
đen và rêu. DN09 đen, DN09 rêu. Cái này là phơm đắp lăn, là thân là trơn và à, và cái phần tay là một cái chất vải linen nha các chị, đó là một cái chất vải khác với cái phần thân nha. Thân cho em là KT hàng nha, đen và rêu. Rồi 109.000 đồng giá luôn. Phơm này em mặc là sẽ là qua hẳn gối luôn á các chị. Nó có kèm một cái sợi dây nhuyễn nhừ luôn các chị thấy nè. Ha, kèm một cái sợi dây nhuyễn nhừ luôn để hách keo các chị mình. Dạ, váy đang mặc hết rồi chị. À, đồng đang mặc hết rồi chị yêu ơi. Rêu còn MXL, đây còn MLXL. Rồi, rêu còn ML. À MXL, còn màu đen là còn MLXL nha các chị. Mã này chị nào chưa có comment cho Ngọc nha. Rêu và đen. Rêu là còn size M và size XL, còn màu đen là em còn nhỉnh hơn xíu, MLXL nha. Rồi chị nào chưa có mã đầm này các chị mình lên đô cho em liền ha. Phơm này là vừa kết hợp cánh tiên, tay dài nữa rất là dễ mang. DN09 rêu. Rêu em còn size M và size XL. Rồi đen còn ML, rêu còn MXL. Vậy là rêu hết luôn. À, rêu còn XL. Đen còn ML. Đen còn ML, rêu còn XL. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment giùm cho em. Chị Phan Kelly A76L, còn L không còn chị. Rêu hết. Còn chị áo này em còn size L. L màu trắng đó chị, màu đen của XL đây. A76 nó chị Kelly ơi, màu trắng còn size L cho mình nha. Và size L XL một cái á chị. Đặt hàng comment cho em. A76 trắng L. Rồi đầm đang cầm trên tay đây chỉ còn size L, DN09 nha chị. Chị Phan Kelly đặt cái áo đó comment giùm cho em nha. 75.000, đầm này 109.000, đen chỉ còn size L, L72 nó lại cho em mặc đẹp nha. Dạ đầm hoa hết chị Phương Lan ơi, cho mình xem lại áo vàng phía sau với à. Áo vàng phía sau hồi nãy còn size gì bé? AB80 mấy con? AB87 màu vàng. Còn size L. Còn size L nha chị. Chị ơi, chị bé nhỏ còn size L á chị. L thì là ngực dưới 80, không, ngực 90. L ngực 90, cân nặng dưới 56 chị bé nhỏ nha. 75.000 chị ơi. Rồi, em đặt không có tin nhắn hả? Phan Kelly ơi, em đặt mã nào Phan Kelly ơi? Rồi, rêu em hết rồi các chị, còn đen size L nha. Mẫu này là còn đen size L, DN09 nha các chị. Đầm đen mặc hết sạch rồi các chị ơi. Rồi, ok nha, còn cái mã mẫu luôn nha các chị. Qua mã tiếp theo luôn không? Cái đầm này DN16. Rồi DN16 ship ngoại thành 30.000 chị Nguyễn Bích Châu ơi. Dạ tối vẫn live bình thường chị Trần Văn Thương nha. Tối vẫn live bình thường cho các chị mình ha. Đầm đen mặc hết rồi các chị Vũ Nhím ơi. Rồi mẫu này của nhà em là mã sản phẩm là DN16, màu xanh và màu nâu. Nâu hay nâu? Nâu. Nu còn SML, DN16, rồi xanh còn S còn M, S với M, nu còn SML, vậy là cả hai màu đều hết XL nha các chị. Rồi màu nu em còn SML, màu xanh em còn S với M, mã sản phẩm DN16 đồng giá 109.000, áo đồng giá 75, chân váy đồng giá 75, quần đồng giá 99.000 các chị. Những cái mẫu ở phía sau đa số còn một size một cái không à, chị nào ưng các chị comment. Rồi là xanh còn một cái S thôi ha các chị, nút full nhưng mà ở phía sau là dây kéo nha. Rồi là nu hết M, xanh hết M, vậy là nu còn S với L, xanh còn S thôi các chị. Nu hết L. Rồi nu còn S, xanh còn S nha. Ok các chị mình. Chị nào chưa có cái này comment, cái này thì để coi có lót không nè. Nhiều mẫu quá không nhớ các chị ơi. Rồi, phơm này có túi cho các chị mình luôn nha. Xanh hết S. Rồi là xanh hết nha các chị. Còn nu S, à còn đúng rồi, còn nu S thôi. Eo dưới mặt, eo dưới 64 đẹp. À các chị, cái này eo dưới 64 đẹp. Chuẩn luôn á, không có bị rộng hay bị chật quá. Có túi. Rồi có túi cho các chị mình nha. DN16 nu còn S. Chị Phan Kelly ơi, chị muốn đặt AS76, chị không ăn lại mã màu size số hỏi giúp em nha. Đúng rồi, hình như các bạn không thấy đơn của chị á. Các bạn không thấy đơn của chị. Cái đơn chị AS76L trắng kèm số hỏi, nếu chị là khách cũ kèm DCC giúp em. Nếu mình là khách mới thì chị không cần phải kèm nha. Và tin nhắn cho em địa chỉ. DN16 nu còn size L. À lộn, còn size S, S các chị. Còn size S. DN16 còn hết luôn. Rồi. Ở phía sau còn mấy cái áo trắng là em hết sập luôn. Đó này AO4 75.000. Cái vải này đẹp các chị.
Rồi chị nào chưa có ao 4 comment cho Ngọc nha. Cái này cái chị muốn buộc nơ cũng được, em sẽ buộc trước đi ha, lấy loại mở cho chị xem. Đây, buộc nơ cũng được, thả dây xuống cũng được. AO 49 75 000 em nhầm. AO 475 000 rồi để em báo sai. Nhìn cái chất trời đúng rồi. Chị đẹp ha. AO 4 cái này là cái chị mặc có quần jean được luôn nha, đặc biệt qua cái mẫu này mặc với quần đùi jean xinh lắm, tại cái là phơm vạt bầu tà cao thấp nè, các chị thấy không? Đó, tà cao thấp phơm vạt bầu phía sau ha, mặc cưng lắm, phơm đuôi tôm á. Rồi, AO4 chứ không có số 0 nha các chị, AO số 4 cho em là được rồi. AO4. Rồi em đang cầm luôn, còn một size XL cuối cùng. Cái này á, thật sự là XL nhưng mà size L mặc lên vẫn đẹp ha các chị. Và điển hình em sẽ S nhảy vô cũng được luôn, tại thích mặc phơm rộng mà các chị. Cái này nó đã rất là thoải mái rồi nên các chị mặc vơm rộng hơn cũng không sao. Rồi đây là em buộc nơ nè, không có các chị mình kéo dây xuống như thế này cũng được luôn, không buộc cũng đẹp luôn. Đó, có kiểu như thế này luôn ha. AO4 nha các chị. Rồi hết nha các chị. Chị nào chưa có cái này comment. Tiếp tục cho em là cái áo này. Áo này là mã AO2 hả? AO2. Áo này thì nó được cái nó đẹp bởi cái điểm mà nó có hoa văn ở trên với mình vải luôn á các chị thấy không? Các chị thấy nè, đẹp ha. Rồi. Còn size M, size L, em đang cầm size M luôn nha các chị. Mẫu này thì M là 46, 45 cân đến 52 cân mặc M. Từ 50 cân đến 56 cân mặc L nha các chị. Ngực dưới 85 mặc M, ngực dưới 90 mặc L. Rồi, 75 nghìn. Đẹp lắm, cái này không bị rộng luôn á. Cái bơm này các chị mặc với gì không các chị? Chân váy xếp ly cho em là tới nái luôn, trời ơi. Cái mẫu này, chân váy xếp ly nè, bên em có nhiều màu các chị ha. Cái nào cũng hợp luôn. Rồi, mã này có như em là chị nào chưa có comment cho em nha các chị. AO2 AO4 em hết rồi. AO4 em hết rồi các chị. Này là AO2 nha. Nó đi cái đợt cùng một dòng á, cùng một dòng với cái áo không các chị. Rồi, còn cái áo trắng này nữa nè các chị ơi. Rồi chị nào chưa có cái. Rồi, ASX79 xuất sắc luôn. ASX79 nha các chị. Rồi đủ size luôn. Nhưng mà chất này nó đã lắm, chất này nó không phải là chất lụa đâu các chị, cái này là chất tơ nha. Tơ Korea, chất này chất tơ, nhìn nó, nhìn thì lúc đầu nhìn giống như lụa nhưng mà không phải lụa nha các chị. Và cái phần tay em là một cái bảng này tầm khoảng một phân các chị mình, bảng thun ha. Rồi còn đủ size ASX79. Rồi, chất tơ Korea, chất tơ Hàn các chị. ASX79 những cái chất của em nè, ồ đã. Nó có chạy bèo hai bên như thế này ha, phía sau nè, ối trời ơi. Rồi chị nào chưa có mã này các chị mình lên đơn giúp giùm cho Ngọc liền ha. Rồi hết S còn M, L, XL. M52, L56, XL là 60 kg. Tới giây phút này là em hơi bị đuối đuối rồi các chị. Đây là các chị mình đặt hàng các chị mình lên đơn cho em liền ha. Rồi ASX79 còn M, L, XL. M52 cân, ngực dưới 85, L56 cân, ngực dưới 90 và XL 60 cân, ngực dưới 95 cho em sẽ đẹp nha. Rồi chị nào chưa có mã này các chị mình lên đơn cho Ngọc liền ha các chị. ASX79 SML. Các chị khách ơi, nhớ là nếu mà là khách cũ á, nhớ kèm cho em chữ DCC nữa nha. Dạ AO2 em hết rồi chị Thương ơi. Rồi còn LXL các chị, còn L là 56 cân và XL là 60 cân nha. AO2 em hết rồi chị Trang ơi, Trang chậm quá. Còn mình chậm quá, mình lên nhảy lâu quá nè. Rồi, 79 nha các chị. Ok. Rồi, chị nào mình chưa có mã sản phẩm này thì các chị mình lên đơn cho Ngọc liền để Ngọc chốt lên cho các chị mình nha. ASX79 thôi các chị, em còn size L, XL thôi nha, em hết S với M nha. Rồi, bây giờ Ngọc sẽ dơ những cái mẫu mà còn sót lại cho các chị trong live ngày hôm nay. Thật sự là còn ít là các chị, tại vì các chị khách của nhà em mình có những chị mình chưa có biết á, thì những chị vô sao em đọc lại nha. Đây, mẫu này của nhà em là mã sản phẩm DN10. DN10 màu hồng cho các chị. Rồi những chị nào mình đang xem live tranh thủ cho các chị DN10 màu hồng. Chị nào chưa có mã này các chị mình comment cho Ngọc luôn ha. DN10 hồng. Còn đúng một cái set thôi 109.000 nha. Rồi chị nào chưa có đầm này comment cho Ngọc DN10 hồng. Còn một cái S luôn. Cái nào khoảng cái các chị ơi. Rồi mã quần QSX72. Còn một S một XL nha các chị, 1S 1XL. Mẫu này XL là eo dưới 76, mông dưới 100 là đẹp nha các chị. Rồi chị nào chưa có comment cho em luôn. 99.000, quần là đồng giá 99.000 nha. Đầm đồng giá 109, áo và váy đồng giá 75.000. Rồi. 01. Đúng rồi. DN01. Cái DN01 này em còn một cái S cuối cùng luôn. Các chị phải xoắn như thế này nè. Các chị buộc
nhìn thấy đẹp không các chị? Đó, mình phải lên form lên dáng các chị mình thấy mới xinh được, nhưng mà em còn cái S thôi. Ở phía sau cái nào cũng còn một cái hết các chị ơi. Chị nào mình đặt lên đơn DN01 đen cộng số điện thoại phải kèm màu nữa nha các chị. Món này phải kèm màu. Áo này AX74 màu nu còn 1S 1XL luôn. Rồi, 75.000. Chất vải cho em nè các chị ơi, chất vải là lụa ha các chị ha. Lụa hàng luôn. Chị nào chưa có AX74 comment cho em 1S 1XL nha các chị. Nu nhất comment cho em màu nu nữa. Rồi, chân váy này. Cái nó chỉ còn S nha chị. À vậy hả? Rồi, vậy là cái áo này em chỉ còn S thôi, một cái S thôi em hết XL luôn nha. AX74. Đẹp lắm chứ nó lạ nữa mà nó dày không bị mỏng. Cái này là VX69 còn hình như còn S với M. Hồng. Hồng còn S còn M. Rồi, VX69 hồng còn S còn M 75 luôn, chân váy 75. Cái này của nhà em thì sẽ có kèm lót cho các chị mình bên trong luôn nha. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment Trang Ngọc nha các chị. VX69 cho em nhầm. VX69 hồng, nhớ comment cho em kèm màu nữa nha. Em còn 1S, 1 size M để em hết luôn. Rồi, tiếp đến cho em là cái áo này. Áo này của nhà em là AXX 76 màu trắng là em còn L, 1L, 1XL, L 56, XL 60kg nha. Ngực thoải mái, tại cái vùng này rộng mà các chị. Chất lining trắng và đen, đen thì còn một cái XL là em hết luôn. Rồi giá trong line ngày hôm nay đồng giá 75.000 luôn nha. Áo đồng giá 75 hết. AXX 76. Rồi cái này DN phòng bé DN 16. DN 17 hả? DN 17. Cái mẫu này cũng có hai màu, mà em thấy màu hồng rồi. Nên là bây giờ chị nào mình chưa có mã này các chị comment cho em nha. DN 17 nha các chị nha. Giá trong live ngày hôm nay chỉ có 109.000 đồng giá và còn có một cái S thôi. Nha các chị, còn duy nhất một cái S nha. Rồi chị nào chưa có mã này các chị comment cho em nha. Tiếp đến này. AB 82 phải không? Cô bé. AV87. Cái này á các chị mình có thể thắt nơ hoặc là không thắt nơ, các chị mình bỏ cái dây này ra luôn cũng được ha. AV87 còn đúng một size L màu vàng, nhớ comment kèm màu. AV87 vàng size L, ngực dưới 90, cân nảy 56, đẹp nha các chị. Đầm hồng hết, xin mấy hồng hết. Xin mấy hồng hết. Áo luôn hết. Wow. Rồi, vậy là đầm này mã nhiêu? AV87 là hồi nãy là còn size L chị. Đúng rồi, còn vàng L. Rồi, cái áo màu vàng hồi nãy là AB87 còn một cái L cho các chị là 56 cân đó, em mới cho lên nãy đó, phía sau đó. DN09 màu đen còn một cái L. Mẫu đầm này, màu đen còn một cái L. Cái này em mặc sẽ là qua gố luôn nha các chị nha. Rồi chị nào chưa có cái này comment giùm cho em nha. Xinh lắm các chị ơi, đây. Đó, rồi DN09 nha các chị, còn đúng một cái L, eo dưới 72 nữa đẹp. Rồi áo vàng hết. Rồi, tiếp đến cho em là cái áo trắng này. Áo trắng này của nhà em mới lên cho các chị mình. AB79. AXX79 nha các chị nha. Rồi, còn size L và XL. AXX79 còn size L và XL. Chất vải lụa hàng, lụa Korea. Chất này đẹp lắm. Chất vải tơ, chứ em nhầm tơ, chứ phải lụa tơ. Rồi, chị nào chưa có mã này các chị comment cho Ngọc nha. AXX79 còn 1S, 1L. S56L60. Em đọc cái bảng sao mà tới có nỗi, chắc em nghĩ là các chị mình thuộc luôn á các chị ha. Rồi, ngực dưới 90 là mặc L dùm cho Ngọc nha, còn ngực dưới 95 là mặc XL. Áo này nè, chất áo này đẹp lắm nên mua dùm cho Ngọc đi các chị ơi. Ủa miếng nước đi hả Ngọc ơi, tại vì cái giọng nó khàn đó các chị. Rồi, DN09 hết nha các chị. Rồi, còn như là mình đặt cái chị áo này AX76 nè. Em còn một cái L trắng, một cái XL trắng, còn chị nào lấy không? Và một cái XL màu đen. Rồi chị nào chưa có các chị comment giùm cho Ngọc nha. Giá trong live ngày hôm nay chỉ có 75.000 đồng giá thôi nha các chị. AX76. Rồi ok, chị nào mình đặt nữa comment. Em còn cái quần này các chị không mua là tiếc nha. Tại vì em kết thúc lên này là không có giá này nữa đâu. 99.000. QX72 1S 1XL. Rồi, áo này AXX79 nha các chị. 79 đâu? 79. AXX79 nha các chị nha. Còn một L với tên L. Rồi ok. Bây giờ Ngọc xin phép là sẽ kết thúc livestream nha các chị. Hẹn gặp các chị vào khung giờ sau của bên em nha các chị ha. Đó là 19 giờ tối ngày hôm nay các chị nha. Bye bye các chị, và hẹn gặp lại các chị vào khung giờ sau của bên em nha các chị ha.
Rồi đặc biệt tối ngày hôm nay em sẽ sale đồng giá cho các chị mình luôn ha các chị ha. Rồi bye bye các chị mình nha. Chị Hạnh Sù ơi, AF76XM nha. Chị comment lại em chúc lên cho chị nha. Rồi chị Hạnh Sù ơi, mình comment lại để em chúc lên cho chị luôn nha. Rồi. Chị Phan Kelly có hai áo AF71 và AF80 rồi chị Phan Kelly ơi. Rồi, bây giờ Ngọc xin phép mình sẽ kết thúc livestream tại đây ha. Hẹn gặp các chị vào khung giờ sau của bên em, đó là 19 giờ. Hôm nay sale đồng giá tối nay luôn. Tối nay sale đồng giá cho các chị mình luôn. Là các chị mình yên tâm nha. Rồi bye bye các chị mình và hẹn gặp lại các chị mình vào khung giờ sau.